thầy chính xin gửi lời chào đến tất cả các bạn và các em học sinh yêu quý đặc biệt là các em học sinh lớp 11 đang theo dõi bài giảng của thầy chính hôm nay thì thầy sẽ thể theo nguyện vọng của rất nhiều các em học sinh mong muốn thầy giúp đỡ và hướng dẫn cho ôn thi một số đề thi học kỳ một thì sau khi mà thầy cũng đã hướng dẫn xong xuôi lớp 10 rồi thầy sẽ bắt đầu trở lại với chúng ta thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta một số cái đề thi vào lớp 11 và thông qua đây thầy hướng dẫn cho ta cách làm đề đồng thời hướng dẫn cho chúng ta một số cái cách tính máy tính để làm sao cho chúng ta làm bài được nhanh hơn một chút ở đây thì thầy chính dẫn cho chúng ta một cái đề đó là đề mẫu một cái đề mà thầy chính tham khảo đó là đề thi học kỳ 1 <laughs> và trong này thì sẽ có 50 câu hỏi trắc nghiệm thì hầu hết thì là theo xu hướng của lớp 11 thì các em sẽ làm trắc nghiệm quen hơn rồi, quen hơn lớp 10. Đâu đó thì một số trường cũng vẫn có đó là làm tự luận, nhưng mà tự luận thì chiếm khoảng 3 điểm. Thì nếu còn thời gian thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta đề uh, trắc nghiệm. Còn uh, hôm sau nếu mà có thời gian nữa thì chính sẽ gợi ý chúng ta thêm một cái đề nữa mà nó có thêm tự luận nhé. Để cho nào. Nhưng mà tự luận thì chắc là người ta sẽ cho các con một cái bài hình Hoặc là một cái bài toán liên quan đến dãy số ví dụ như thế được chưa thì tại vì hình thì người ta rất hay cho tự luận đấy thế nên là người ta rất có thể cho con một cái bài hình nào đó 3 điểm hoặc là cho con chia làm hai câu một câu hình một câu dãy số cấp số gì đó đầu tiên các con cứ làm cho thầy chắc chắn phần trang nghiệm đã nhá bây giờ nào à, bây giờ thầy sẽ bắt đầu hướng dẫn chúng ta luôn nhé Được chưa nào <laughs> Thì chúng ta sẽ chia sẻ bài giảng về để học nhé Chia sẻ bài giảng về Và cố gắng học hỏi được thêm càng nhiều kinh nghiệm của thầy thì càng tốt Trời rét lắm, thì tự nhiên cầm bút tay còn run đi chứ Tay còn run hết cứng hết tay Và thầy chào tất cả các bạn kem nhé Kem có thể vào nghe và hôm sau kem có thể Nếu bạn nào mà các con chưa thi nhé Thì các con có thể xem bài giảng về được rồi đấy Hôm sau để xem lại sẽ có nhiều các cái cái điều cần phải học lắm được chưa nhỉ đặc biệt là lớp 11 có nhiều kiến thức lắm thầy phải công nhận rằng là lớp 11 thì hầu như là cũng khá là khó đấy được chưa thầy phát hiện ra là có có quá nhiều kiến thức cần phải học luôn ở lớp 11 khó hơn lớp 10 lớp 12 rất là nhiều à, dĩ nhiên là vừa xem đá xong rồi Hình như hòa rồi thì phải được chưa hòa rồi được chưa <laughs> hòa rồi được chưa thế quái nào mà hôm nay hôm nay Hôm nay mình quyết tâm nó quyết tâm, thế nên là ai giỏi cả được chưa? Ừ, ừ. Hôm nay thì ai cũng giỏi cả, mình quyết tâm nó quyết tâm được chưa? Ừ, ừ. Rồi à, các bạn kêu yêu quý, nào chúng ta sẽ bắt đầu chữa đề luôn nhé. Thôi hòa cũng được rồi, được chưa? Còn còn lượt về nữa, được chưa? Ừ, ừ. Nào câu số 1 <laughs> Bắt đầu chữa với thầy nhé Đem cái tờ giấy nhắc ra đây thầy hướng dẫn Cố gắng chịu khó làm tí Được chưa Thỉnh thoảng thì thầy mới chữa đây được thôi nên Cố gắng mình làm tí nhé Để Các con chia sẻ về đi Chia sẻ về uh, cho các bạn khác cùng học nhé Và chia sẻ về các nhóm của mình nhé được chưa? Trời ngoài Hà Nội rất là rét Vừa mới uh, Một cái mà tự nhiên cả tuần trở rét liền Sợ quá chưa chi ra đường bây giờ Thầy vừa mới ra đường lúc nãy xong Cóng hết cả tay chân Chỉ một tí nước vào người thôi là Thế rét bút luôn ấy Vì ngoài trời đã mưa lại còn Rét lại còn mưa nữa Sợ thật nói chung là đặc trưng của thời tiết Hà Nội thế rồi Rét run Được chưa Ra đường ta nhớ quần áo ấm cẩn thận vậy nhá Nhhe chưa nào Quần áo ấm cẩn thận nào <laughs> Z Zun te này, Mike Thiệu Kỳ thì làm văn có viết nổi không? Thầy sợ nhất là ngày xưa đi thi, bắt đầu làm văn cái mà tay cầm cứ run run không viết nổi. Rất là vui nhá. Được chưa nào? Người ta bắt đầu ta làm nhé, nghe thầy đọc đề này và làm này. Ừ, tất nhiên là thầy phải đợi hết bóng đá rồi thầy mới like chứ. Thì tầm này các em mới đi học chứ. Chứ ngồi xem thì làm sao xem được bài của thầy. Đúng nhỉ? Người ta bắt đầu sẽ chia sẻ với giúp thầy nhé Và hôm nay thầy nhắc lại là thầy hướng dẫn toán lớp 11 nhé Hôm nay thầy hướng dẫn toán lớp 11 Vì nhiều bạn mong chờ quá Và nhiều bạn cũng có nguyện vọng nhờ thầy giúp đỡ Thế nên là thầy cũng thôi cũng sắp thi rồi nên cũng sẽ cố gắng uh, giúp được bạn nào thì thầy sẽ giúp Được chưa? Các em chia sẻ để cho nhiều bạn khác cùng học lại nhé Cảm ơn các em rất là nhiều Nào câu số 1 <laughs> Câu số 1 Cho phương trình cốt bình x Cộng với 3 sin x Trừ đi 3 bằng 0 Câu hỏi Nếu phương trình này đặt sin x là t Biết t thuộc đoạn trong trừ 1 đến 1 Thì tên tựa phương trình nào sau đây Một cái câu hỏi này cũng Thấy nhắc lại này Năm, năm trước ấy, thì cũng có những cái kiểu dạng câu hỏi thi đại học ấy, cũng có một số cái kiểu dạng câu hỏi theo kiểu như thế này hỏi theo kiểu thế này có nghĩa là hỏi theo kiểu là không hỏi đáp án mà chỉ hỏi cách làm thôi đây cũng là một cách rất tốt để cho người ta đỡ bớt bớt bừa máy tính đi thế thì để làm bài này ta đưa tất cả về một ẩn cho thầy đó là ẩn sin vì người ta đã gài cho thầy là ẩn sin là ẩn tê rồi thầy đưa ẩn sin về nhé muốn đưa ẩn sin về thì ta đã đưa cái anh cốt bình này về theo công thức đó là sin bình cộng cốt bình này luôn luôn bằng một đúng không thế có phải là cốt bình là bằng một trừ sin bình không một trừ sin bình một trừ sin bình ta cộng với 3 xin đi. không viết nhanh được tay z quá bằng không từ đây ta đặt cho thầy là sin x là t thì nên phương trình này trở thành đó là trừ t bình thôi đổi dấu luôn nhé thành t bình nào t bình cho nó nhanh nhé trừ đi uh, cộng cộng ba sin này đổi thành trừ cho nhanh nhé trừ đi ba sin là ba t đúng không bánh mì ba t đúng không bánh mì ba t này sau đó ta sẽ có đó là một trừ đi ba là âm hai âm hai ta đổi dấu thành cộng hai đi thế là xong nhá đấy thế thôi thế thì bây giờ ta đã được đáp án đâu rồi thì câu một <cười> <cười> Thì câu 1 thì ta chọn đáp án đó là đáp án B Đúng không nhỉ? T bình chứ đi 3 T cộng 2 thế là xong Dễ thế thôi <laughs> Rồi thế là xong nhá Ta tiếp tục ta đến với uh, câu uh, thứ hai Câu này không có gì uh, bùa chú gì ở đây cả Các em cứ làm một cách bình thường thôi Đổi ẩn cho thầy sang ẩn sin là được nhé Bình tĩnh Câu số 2 Hàm số cô tang và hàm số cốt là tuần hoàn với chu kỳ là bao nhiêu có nhớ được câu này không bây giờ hỏi lại nhiều nó có nhiều kiến thức với giờ hỏi lại nhiều bạn bây giờ lớp 11 một đã trái nhớ cái 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 này thấy nhắc lại nha cái này tuy là ôn 11 nhưng mà chính là dành cho cả các em ôn thi đại học đấy nhá chính là ôn thi đại học luôn đấy tức là cái này cũng chính là đồng thời vừa là ôn thi lớp 11 một nhưng lại vừa là ôn thi đại học cho các em một mũi tên là hai con chim đấy nhá để học luôn thể hàm số cô tang các em biết có bốn cái hàm lượng giác đặc biệt là sin này cốt để tăng cô tang thì chu kỳ tuần hoàn của của nó em nhớ làm lòng cho thầy học thuộc luôn này sin cốt có chu kỳ tuần hoàn là 2 pi tức là chẵn pi đấy chu kỳ của sin cốt là 2 pi chẵn pi còn uh, tang cô tang của chu kỳ là lẻ pi một bác một bác là chẵn pi bác lẻ pi à thực ra không hẳn là chẵn pi lẻ pi mà một chu kỳ của nó sẽ có cái dạng đó là k 2 pi được chưa nhưng mà sin cốt thì chắc chắn là chẵn pi rồi còn tăng cô tăng thì là kp kp thì không hẳn là lẻ pi đâu Nó có thể là một uh, 1pi, 2pi, 3pi gì đó Nhưng chu kỳ thì nó sẽ là cái số tê dương nhỏ nhất Thì người ta chọn cái, chu kỳ nhỏ nhất có thể của nó Là số tê dương nhỏ nhất Mà cứ so mỗi một cái cộng thêm cái cái cái, cái này vào Cộng thêm một cái đại lượng pi hoặc 2pi này vào Thì uh, cô tăng hoặc là cốt của nó không đổi như vậy em nhớ cho thầy Cái bác này thì là chẵn pi Còn cái bác này là k P, bất kỳ Thế thì một bác là Đây này, đấy Một bác là k B, Một bác là k B, bất kỳ Nhưng mà chu kỳ đúng không? Câu 2 thì mình sẽ chọn đáp án đó là A Thầy nhắc lại này Đây là chỉ là cái đuôi của nghiệm thôi Cái đuôi của nghiệm Còn khi mà viết chu kỳ ấy, Thì người ta bỏ k đi rồi Như vậy câu 2 ta chọn đáp án đó là đáp án A Em rõ chưa? Chu kỳ là một cái số t dương nhỏ nhất thỏa mãn sao cho uh, cốt của xc cộng bằng cốt của x cộng với 2p còn cô tang của x bằng cô tang của x cộng p nó là số nhỏ nhất để cho cái giá trị tang hoặc là cốt gì gì đấy nó được lặp lại một lần Cứ thế mà tính được chưa Nên câu hai không câu hai con phải chọn đó là a đây là đuôi của nghiệm con đừng có lẫn sang cái này con chọn sang cái này con sai đấy đây là đuôi của nghiệm chu kỳ là con phải bỏ k đi cho thầy nhá bỏ k bỏ k Đã sai hết rồi bỏ k đi câu 2 chọn a con chọn a nhá câu hai chọn thầy nhắc lại là chọn a nhá con lại chọn sai hết rồi Chúng đến với câu hỏi số 3. Biến đổi cái phương trình trừ căn 3 sin cộng với cốt bằng 1 về phương trình lượng giác cơ bản thì ta, 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 biến thành phương trình nào? Ở đây có rất nhiều các cái câu mà chúng ta không phải là tính máy tính đâu các con, mà người ta hỏi bị hướng biến đổi. Hỏi như thế mới là một điều khôn. Được chưa? Hiện nay thì đại học rất hay hỏi cái kiểu này, đó là hỏi theo hướng biến đổi. Theo học sinh không nắm được phương pháp, không nhớ được phương hướng biến đổi thì cũng chịu luôn. Được chưa? Thì học sinh cũng rất khó không phân biệt được là cách bấm như thế nào. Thế nên nên động chỗ này chúng ta đành phải nhớ cái hướng biến đổi một tí thôi. Nếu không thì các em mà nếu các em có bấm nghiệm ra ấy thì cũng rất có thể có những phương trình có nghiệm trùng với cái này nhưng cũng rất có thể có những phương trình bị thừa nghiệm ra. Các em có đoán ra bằng cách bấm máy tính thì cũng không thể nào đoán được hết nghiệm. Nếu như hai phương trình họ đưa về lẫn nhau trừ khi em tìm được tìm đủ nghiệm nhưng mà tìm đủ nghiệm của bốn cái này thì em cũng hết giờ mà thôi. Như vậy bài này chỉ có cách được cứ biến đổi thuần nhất cơ bản cho thầy thôi. Đối với phương trình a sin b cos c người ta chia đều hai vế phương trình này cho căn bậc hai của a bình cộng b bình khi ta chia đều hai vế cho căn bậc hai của trừ căn ba tất cả bình cộng với một bình thì chính là bằng hai hai phương trình có dạng đó là trừ căn ba trên hai à thấy quyết định là cái dấu trừ để nguy hiểm quá đổi hết đi thành căn ba sin x trừ cho cốt x bằng âm một cũng không ai làm gì ta cả được chưa thế đổi hết đi thế thì chúng ta sẽ chia đều hai vế cho hai ta sẽ có căn căn ba trên hai sin x trừ đi 1 phần 2 cos x và sẽ bằng âm 1 phần 2. Thế thì từ đấy mà phương trình mới dẫn đến đó là em phải đẩy cái căn 3 trên 2 này và trở về cốt của một cái góc nào đó. Thì chúng ta bấm ship cốt của căn 3 trên 2. Thì ta sẽ ra cốt của cái góc pi trên 6. Được chưa? Sin x. Cái này chính là sin của P trên 6. Nhân với cốt x em thử tự bấm nhé. Cho nên ra âm 1 phần 2. Và chỗ này chính là công thức sin là sin cốt, cốt sin rõ ràng đấy thì chúng ta sẽ có sin của sin a cos b trừ sin b cos a thì chính là sin của a trừ b sin của x trừ dp trên 6 được chưa bằng âm à, 1 phần 2 chúng ta ngó qua đáp án xem anh chàng nào đúng ý nhỉ câu 3 ta sẽ chọn đáp án ôi dồi đề nó đều đề nó đổi hết đi rồi đề nó nó rất là khôn nhưng đổi hết cả đề của thầy đi rồi thế này nó thầy không không thì giống thầy phải dùng loại trừ thôi được chưa không nó 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 đẩy hết à thầy đổi dấu hết phương trình này đi Thế thì nếu mà thầy đổi dấu hết phương trình này đi thì thầy lại dẫn đến đó là x trừ vi trên 6 bằng âm 1 phần 2. Thầy cùng thử nhìn x trừ trên 6 nhé. Cái này nó lừa này không phải này. Âm 1 phần 2 chả thấy. Mà pi trên 6 trừ x cũng không phải. Cái này cũng sai. Bên này bằng 1. Mà x trừ vi trên 6 lại bằng 1 thì theo loại trừ đáp án này câu này phải là C. Vì vì có bài vì bài này người ta không biến đổi giống thầy ý đồ của cái đáp án của người ra đề không giống thầy nhưng mà thầy bằng loại trừ là thầy loại ra hai bắt bỏ ba đáp án này theo cái ý đồ của người ra đề ấy, là họ cố tình để cái trừ căn 3 trên 2 họ rất là vui tính ở chỗ là họ cố tình để trừ căn 3 trên 2 cộng với 1 phần 2 cốt x bằng 1 tức là ý đồ của họ là không thích đổi thế thì họ sẽ cố tình bấm cái ship code họ sẽ cố tình Uh, bấm cái để thầy ship more ship more 3 để về độ nhá. Rồi. Họ cố tình để cho thầy cái ship code của trừ căn 3 trên 2 họ rất là vui tính nhá. Đấy, họ không đổi gì đâu. Thì chúng ta sẽ ra là nào uh, à thôi để ship more 4 đi để radian thì nó sẽ ra là 5 pi trên 6 thật này, 5 pi trên 6. Thế thì công việc của các em là chỉ cần đổi cho thầy nốt cái chỗ này ra trở thành code của 5 pi trên 6. Được chưa? Và cái chỗ này chính là sin của 5 pi trên 6 hay phương trình của các em chính là bằng sin của x cộng với 5 pi trên 6 nếu theo lý thuyết này ở giữa dấu cộng đúng không? Thì sin chạy theo dấu cộng bằng 1. Thì đúng theo cách này thì đúng là ra đáp án C. Nhưng mà kể cả em có lỡ bấm biến đổi như thế này thì em cũng vẫn loại trừ đáp án được vì không thể nào có đáp án nào nó trùng ngoài đáp án C. Các em đã rõ chưa? Như vậy, cái hướng biến đổi phương trình thuần nhất cơ bản này chỉ là chia đều hay với phương trình cho căn bậc 2 của A bình cộng B bình mà thôi được chưa? Rồi bấm cái anh chàng thứ nhất trở về cốt alpha thì anh chàng thứ hai chính là về sin alpha thì bài toán này quay về sin của x cộng alpha. Nhớ nhá, học thuộc, học thuộc, học thuộc. Cái này dễ thôi ở lớp học rồi. Câu số 4. Câu số 4 là một cái câu liên quan đến giá trị lớn nhất nhỏ nhất. May là đề chỉ hỏi giá trị nhỏ nhất thôi. Thế thì có hai cách. Cách một là các con có thể bấm máy tính, nhưng mà bài này thì thầy chính sẽ không dạy các con bấm máy tính vì thầy chỉ hướng dẫn con bấm cái câu phức tạp thôi. Cái câu này thì thầy chính sẽ đề nghị con là có một cái cách làm rất là hay nhá. Đó là làm bằng tay. Đó là chúng ta biết là cái dạng mà một ẩn ấy, trị tuyệt đối ấy, thì luôn luôn nằm trong đoạn là từ 0 cho đến 1. Các con có công nhận điều này không? Thế các con nhân 3 vào đây. Nhân 3 vào thì chỗ này sẽ là 3, còn chỗ này sẽ là 3 luôn. Thế từ đó trở đi mà các con trừ đều hay vế cho căn 3 thì các con sẽ có không trừ đều cho căn 3. Thì bên này mà trừ cho căn 3 thì cái này nó hiện ra y ngay. Còn cái này chính là 3 chứ căn 3 Cái này làm cũng không tốn 2 giây à, Không tốn quá 10 giây đâu Thế nên là thầy đề nghị Tại vì bài này cái đáp án hai cái min và mắc nếu đều lẻ Các con dò máy tính cũng được Nhưng mà thầy sẽ dạy con ở câu khác Nhớ nhá Như vậy bài này các con nhìn thấy min ngay Min của cái bài này là âm căn 3 Thế thì cái câu số 4 này ta chọn đáp án Đó là đáp án D âm căn 3 Được chưa các con? Được chưa? Đối với bài toán mà chỉ có một ẩn xin cốt thôi Để ta đổi bằng tay cho nó nhanh con nhá Cho nó nhanh chị tuyệt đối thì không âm nên đầu này không phải là trừ 1 nhé. Thầy nhắc lại là sin cốt thì mới trừ 1 1 còn trị tuyệt đối hoặc là căn thì phải là từ 0 đến 1 giả cho thầy, không sai hết. Còn chỗ này các con tự biết vừa máy tính các con vào mốt 7, dĩ nhiên con không biết thì hỏi bạn bên cạnh vì cái chỗ này hầu như trong các cái bài giảng ở từ hồi trước ấy, từ trước khi học lượng giác ấy là thầy chỉ cũng có dạy cái này rồi. Cho chuyển sang câu số 5, hàm nào là hàm chẵn. Trong chương trình học của các con ấy thì các con chỉ học đó là cái hàm cốt là hàm chẵn Đó là cái hàm y bằng cos x là hàm chẵn. Được chưa? cốt x là hàm chẵn này, con thấy đáp án cốt rồi con khoanh ngay còn ba hàm còn lại là hàm lẻ các con nhớ cho thầy hàm sin x hàm sin x hàm tan x và hàm cô tăng x những cái hàm này đều là hàm lẻ con nhé còn đây là hàm chẵn này hàm cốt là cái hàm mà thay hai giá trị mà vào mà nó bằng y hệt nhau ấy thay hai giá trị đối dấu mà thay vào nó bằng nhau y hệt đấy thì gọi là hàm chẵn trường hợp này là hàm lẻ hàm lẻ hàm lẻ xong đỡ phải là con nhớ cho thầy hàm cốt để hàm chẵn mai đi thi thế mà nhớ Mai nhiều bạn đi thi rồi Nên là phải cố mà ôn Bây giờ thầy cho hướng dẫn một cái câu đồng biến Câu này thì thầy gợi ý các con tính máy tính một chút này Hàm xin đồng biến cho khoảng nào Thực ra thì cái này thì không khó đâu con Thầy có nhiều cách làm trong cái câu này Nhưng mà theo thầy ấy, thì thầy sẽ bè cho con cách máy tính trong câu này Để làm bài nó được nhanh hơn Để làm được bài toán này Đồng biến ấy, thì con hiểu rằng là con sẽ chặn cho thầy một cái khoảng nào đó Và hàm số này nó cứ đi lên Hàm số đi lên trên một cái đoạn từ A đến B nào đó thì hàm số được coi là đồng biến. Thì bây giờ thầy dạy cho con cái tính máy tính chỗ này cho nó nhanh. Thì chúng ta vào mốt 7 cho thầy và đẩy máy sẵn radian, chúng ta chỉ cần gõ uh, sin x thôi là xong. Các con gõ sin x xong rồi, bây giờ con để ý cho thầy trong các cái đầu khoảng này thì đầu nào nhỏ nhất thì là start và đầu nào lớn nhất thì là end Bởi thế thầy nhìn vào đây thầy biết ngay cái đầu cái đầu nhỏ nhất thì thầy nhìn thấy ngay là trừ pi trên 2. Còn cái đầu lớn nhất thì thầy thấy chỗ này là 3 pi trên 2 là quá, không còn hơn ai cả. Thầy sẽ khảo sát cái bảng này từ trừ pi trên 2. Ta ấn bằng cho thầy đến bằng ta sẽ nhập cho thầy từ trừ pi trên 2. Và n nhiều bạn cứ bảo là thầy ạ, à, thì nhìn ở đâu? Thì ta nhìn ở đáp án chúng ta nhìn ở đâu? Được chưa? Đáp án là một cái hướng gợi ý cho ta rồi đấy. Thì chúng ta sẽ N kết thúc bởi 3 pi trên 2 thế là xong. Còn thực ra các em có thể cho từ 0 đến 2 pi được gì đấy tùy quyền của các em thôi. Nhưng mà khảo sát ngay trên các đáp án là chuẩn xác nhất. Sau đó chúng ta thấy ngay trong các cái khoảng số này thì chúng hơn kém nhau một đại lượng là bao nhiêu? Chúng hơn kém nhau là pi trên 2. Bởi thế sau khi các con ấn n xong là con ấn cho thầy step là pi trên 2 là là được thôi không cần phức tạp. Thực ra con có thể lấy pi trên 4 thầy trả bảo gì. Nhưng mà thực ra con lấy và thực pi trên 4 cho an toàn tức là con lấy các cái con con của pi trên hai thì con lấy pi trên bốn hoặc pi trên sáu gì đều được thực ra thể lấy pi trên bốn cho nó vui thôi chứ con lấy bao nhiêu đều thế cả con có thể lấy pi trên hai pi trên mười hai pi trên sáu đều được Miễn là nó là con của cái phi trên 4 ấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem xem cho thầy đồng biến thì xét trên các cái khoảng này thì hàm nào nó câu 6 này chúng ta xem cái chỗ nào mà nó cứ tăng lên nếu mà nó tăng lên thì nó là đúng thế giờ chúng ta cùng dò cái cột bên phải cho thầy nhìn từ trên xuống dưới thì ta thấy ngay đó là từ âm 1 cho đến cái 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 này là tăng thật này quá tăng luôn cái này từ đây đến đây là tăng này đấy rồi đến đây nó đến đây tăng nếu không nó vẫn tăng này như vậy là đến đây nó vẫn tăng rồi đến đây bắt đầu đây một nó vẫn tăng như vậy hàm số hàm số tăng một phát từ ban đầu cho đến cái tức là tăng từ ban đầu từ thủa ban đầu tức là từ từ trừ pi trên hai cho đến tăng đến tận một thì bắt đầu mới dừng tăng bởi thế là chúng ta có thể thấy ngay 1,57 mà pi là 3,14 thêm 1,57 thì kiểu gì là pi trên 2. Thế thì bài này chúng ta thấy ngay là rõ ràng hàm số tăng liên tục. Chắc chắn hàm số tăng liên tục từ đầu từ trừ 1,57 cho đến tận dương 1,57 có nghĩa là từ trừ pi trên 2 cho đến pi trên 2 bởi thế đáp án của chúng ta là đáp án A bạn nào muốn khảo sát khoảng khác các con có thể dò tiếp từ pi cho đến 3 pi trên 2 pi các con dò cho thấy 3,14 con bắt đầu dò từ 3,14 con dò tiếp đến 3 pi trên 2 thì con có thể thấy ngay nó nó tụt từ đây đến đây đã thấy nó tụt rồi thì không cần phải dò xét gì nữa không cần bánh dò bánh trả gì nữa nó tụt mà đến đây con có thể dò tiếp từ pi trên hai pi trên hai cũng chính là một năm mươi bảy đến pi từ pi trên hai cho đến pi các con thấy nó nó giảm liên tục giảm chứ không phải tăng thế là cũng sai luôn đồng thời các con có thể dò từ không đến pi từ không đến pi thì chắc chắn có cái anh pi trên hai đến pi rồi thì thôi không thiết nghĩ không phải dò nữa à thế thì chỉ cần dò cái khoảng từ a từ trừ pi trên hai pi trên hai là đã đủ giỏi rồi rồi, thì đấy là một cách, các con đã rõ chưa? Đây là cách sử dụng cho đồng nghịch biến dựa vào mốt 7 là một cách cũng tạm được hợp lý. Còn ngoài ra, các con có thể sử dụng cái phương pháp đó là nhẩm thử và vẽ đồ thị ra. À, như các con đã biết ấy, cái hàm số sin ấy, hàm số sin thì nó sẽ chạy như thế này. Nếu mà bạn nào thông minh thì nó sẽ chạy như thế này. Thế thì uh, cái chỗ này nó không cái uh, một chu kỳ lặp đi lặp lại của sin thì là 2 pi nên đến đây là 2 pi. Đấy, nếu thầy vẽ cho con hàm xin ra, thực ra thầy nhìn đồ thị nhanh hơn, chẳng qua là bạn nào thích bấm thì thầy dạy bấm thôi chứ chả phải là không biết bấm. Thế bây giờ hàm xin là đi qua góc tọa độ, độ và bay nhảy như thế này. Thế thì nhìn là biết ngay là trên cái đoạn đây này. Thì đây là một pi này. Thì đây là cái đỉnh pi trên 2 này. Thì ai cũng biết là cái chỗ này là cái chỗ trừ pi trên 2. Thế nhìn trên đồ thị là đã thấy ngay là từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2 làm số luôn đi lên thật theo một cái đường đi lên mà thầy tô đậm các con mắt mũi kém đến mấy nhìn sách giáo khoa các con phải biết là từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2 nó đi lên. Còn các cái khoảng khác đi tụt hết. Thí dụ từ pi trở đi là tụt hết liên tục này. Từ pi trở đi này, các con nhìn không? Đây là thầy vẽ pi từ pi trở đi thầy dỗ thầy nhìn là thầy biết là thầy, thầy đã tí tụt rồi thì mấy cái pi pi này để làm gì cơ chứ. Thế nên là số pi 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 bỏ 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 bỏ. Thầy đã bảo rồi không chơi từ pi này trở đi bỏ bỏ bỏ. Đấy, thế nên ấy, học ấy mà thông minh ấy Thầy có cách dành cho người giỏi và thầy cũng có cách dành cho người yếu luôn Bao nhiêu cách đều có thể làm được Chả có gì khó khăn với câu này Được chưa? Chúng ta sẽ đến với câu số 7 Một số cái câu phương trình lượng giác cơ bản thì thầy đề nghị các con sẽ nhẩm nhanh Các con mà thông minh rồi không cần vào máy tính bạn nào thích có thể bấm shift code căn 3 trên 2 Chúng ta sẽ ra hai một nghiệm là, Đó là pi trên uh, Pin 6 Đúng không nhỉ, VIN 6 Nhưng mà hàm code thì lại có hai nghiệm các con nhé Và đuôi của nó là K2P Thế thì nó lại có hai nghiệm là cộng trừ. Bởi thế bài này các con không cần phải thử đáp án gì đâu. Câu này kiểm tra phương trình cơ bản. Câu 7 ta chọn đáp án A. Được chưa? Để chúng ta đi sang câu khác. Mấy câu khác là lừa nhá. Chỗ này mà bấm mà còn sai là thôi đấy là thầy là thầy kệ đấy nhá. Chỗ này mà còn bấm mà còn sai thì, thì, thì thôi rồi là hỏng luôn đấy. Ship code của căn 3 trên 2 chẳng hạn, bấm cho nó vui để nhiều bạn khác đi so bạn nhìn thấy. Đây cộng trừ pin 6, máy khôn lắm, máy chỉ cho dương thôi. Âm mình phải tự nghĩ đấy. Chứ không phải là máy nó nói có cả âm thì mình, mình mới biết đâu Nghiệm cốt là cộng trừ là mình phải tự viết Mình đến với câu 8 đi Câu 8 này thì mình đặt ẩn T là sin x Với T là trừ 1 đến 1 Được chưa nhỉ? Phương trình có dạng 2T bình phương trừ đi 5T cộng 2 Bạn nào mà thông minh ý, để các con có thể tự nhầm được ra có một nghiệm T bằng 2 Và có một nghiệm T bằng 1 phần 2 Các con tự nhầm nhé, có nhầm được không hay là phải bấm máy tính Đây, cái chỗ này bấm thì cũng được thôi Chúng ta có 1, 5 của 3 thì thực ra thầy nhẩm thầy biết. Chúng ta sẽ có 2 này, âm -5 này, 2 này, chúng ta sẽ có đó là đấy 2 này. Nhìn rõ 2 rồi nhá. Và 1/2 xong rồi. Thế nhẩm nó nhanh hơn. Thế thì 2 này bỏ luôn hộ thầy cái vì chỉ -1 đến 1 là không có 2. Thế thì T 1/2 thì thầy tiếp tục nhẩm tiếp nhé Thì ấn shift sin của 1/2 có tự bấm được không? Trong lúc em bấm thầy nhẩm luôn cho em đáp án nhé Câu số 8 chúng ta sẽ chọn là, là pin 6 đúng không nhỉ? Pin 6 và pi trừ pi trên 6 là 5 pi trên 6 chú ý nghiệm sin không phải là cộng trừ đâu nhá nghiệm sin là pi trừ phải là nghiệm trừ không phải là như vậy là đáp án của chúng ta là câu 8 cho chọn đáp án đó là a được chưa những cái câu này thì chúng ta giải bằng tay nó sẽ nhanh hơn được chưa còn ngoài ra ấy, À, có, xem không biết là tí nữa có gặp phương trình lượng giác nào khó nữa không nếu mà khó thì để thầy hướng dẫn bằng máy tính nhưng mà thôi nhân tiện qua đây thì dạy luôn cho bấm máy tính cho nhanh nếu như gặp phải một phương trình khó nhưng chỉ bấm được đối với nghiệm nghiệm đẹp thôi nhá nó mà dấu hết nghiệm đi rồi thì cố mà giải bằng tay thì chúng ta sẽ có phương trình là hai lần sin x cái máy tính hơi vui tính ở chỗ là các con phải ấn ấn bình đằng sau nhé các con đừng có cố mà các con không 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 cần phải thêm cái ngoặc nữa đâu máy tính nó lại hiểu cái kiểu này các con thêm ngoặc nữa thì cũng cẩn thận thôi nhưng mà thầy chả cần thì thầy sẽ có như thế này. Thì bây giờ các con ấn phím can cho thầy để thay đáp án thôi. Trong các cái đáp án thì lặp đi lập lại pi trên 6 này, pi trên 3 này, pi trên 6, pi trên 3 thử pi trên 6 trước đi. Chúng ta ấn can cho pi chân 6. Thì chúng ta thấy nghe nó ra bằng 0 là rất là chuẩn. Như vậy máy đã hẹn, máy hẹn chúng ta là bằng pi trên 6 rồi. Thì chúng ta gạch bỏ pi trên 3 đi, được chưa? Trong quá trình làm phải gạch bước đi. Nhưng mà chúng ta lại ngó tiếp, theo lý thuyết ý, đâu có dạy là pi trên 6 rồi lại ra trừ pi nhân 6 đây là nghiệm cốt thì, thì, kể cả mình ngốc mình phải biết đáp án a còn em thích thì em can cho phát nữa là 5 pi 6 sáu chưa năm pi nhân sáu thì nó ra không thôi trời ơi thế nên là con có thể dùng cách này nhé để bấm cũng được trong trường hợp tại vì đề thi học kỳ của con thì chắc là không không chống máy tính cho lắm thế nên là thôi biết được thêm tí nào thì điểm càng cao được chưa mà giải bằng tay được thì lại càng nhanh thế nên mình sang câu khác nhỉ câu số 9, phương trình nào vô nghiệm các con chia sẻ về đi, các con chia sẻ về đi cho các bạn khác cũng viết mà học này. Được chưa? Sắp thi thiêu kỳ rồi thì cố gắng mà học nhé. Được chưa? Chúng ta thầy chỉ cần chỉ cho vài cái cơ bản thôi là đảm bảo là mai là điểm cao nhanh lắm. Nào thì bây giờ các con cùng ngó cho thầy cái phương trình số 9 và phương trình số 10 đi. Bây giờ nhiều bạn hay quên lượng giác lắm nên chắc chắn nó sợ không nhớ đâu. Phương trình nào vô nghiệm? vô nghiệm ấy thì con nhớ cho thầy là cái phương trình tang và cô tang thì hầu như là cái vế bên trái à vế bên phải của nó là bao nhiêu cũng được nhưng đối với sin cốt ấy sin cốt thì không cho phép là bên phải là ngoài đoạn trừ căn hai à đâu trừ một đến một bởi thế là cô tang thì thoải mái con ghi là vào vở, vở là cô tang thì thoải mái mà tang thì cũng dễ dàng thì chỉ có sin với cốt thôi nhưng mà sin bằng một thì nghe là cũng được thế thì chỉ có cuối cùng anh chàng cốt bằng căn hai là là, là là là, vô lý tại vì uh, căn hai là những 1,4 rồi mà 1,4 thì không thể nằm trừ 1 đến 1 được Các con có hiểu không? Bởi thế là con sẽ chọn đáp án C nghe Các con không còn bấm đâu Các con bấm vào máy tính thì máy tính sẽ hiện ra mát and ngay lập tức này. À, cancel vào là không có nghiệm Được chưa? Thì bây giờ ta đến với cái câu số 10 nhỉ Câu số 10 là câu cơ bản nên thầy dạy luôn cho con cách giải nhé À đâu cách giải bình thường luôn này Chúng ta có cốt 2x là bằng 1 các con bấm cho thầy ship code của một nhưng mà thôi nếu mà mình đã học giỏi rồi thì những cái chỗ này mình không cần nhất thiết có phải bấm đâu mình phải rèn luyện một tí chứ mình đừng có ỉ lại quá nếu không năm mai kia mà sao đỗ đại học được con cứ như thế thì làm chậm lắm thì chúng ta có ship code của một thì con bấm ra được bằng không đấy không cộng với k 2 pi nếu các con bỏ cho thầy không đi và chia đều hay về cho hai x bằng kp là xong được chưa bạn nào mà giỏi thì bạn ấy sẽ tính cái chỗ này rất là nhanh Còn ngoài ra nếu mà các con thích bấm máy tính thì nó cũng được thôi Nhưng mà khi mà các con bấm máy tính thì thầy có một cái chú ý cho các con ấy Để tránh trường hợp là con cứ nghĩ là mình biết bấm nhưng xong mai kia con lại bấm nhầm thì mất công học Thế thì cốt 2 x bây giờ con có trừ một đây này thì thầy dạy con thay đáp án không mấy kia con lại bảo thầy ạ à, con thay bốn đáp án vào đều ra đúng rồi ơi thì bây giờ con loại trừ kiểu gì thì theo như cách gợi ý của thầy chính khi thay đáp án ý, thì phải thay đáp án nào mà xuất hiện lặp đi lặp lại nhiều nhất Đấy là cái thứ nhất Sau đó bắt đầu với thay từ cái đuôi nào mà đuôi nhỏ nhất cho thầy Thì thay Thay từ đuôi nhỏ nhất Nếu đuôi nhỏ nhất mà đã đúng rồi Thì dừng lại không thay đuôi lớn nhất nữa à, thay đuôi lớn hơn nữa Nhớ chưa Vậy trong các đáp án của chúng ta là chúng ta có pi trên 4, pi trên 2 Thế thì đầu tiên nếu nó có xuất hiện cái góc ở pi trên 4 hoặc pi trên 2 Thì bạn nào vui tính thì cứ thay thử đi Thì cứ thử pi trên 4 chẳng hạn Thì nó lừa thầy này Mà thử cho pi trên 2 thì nó cũng lừa thầy luôn thế nên là bây giờ chỉ cần thử kp và kp nhưng khi thử thì phải thử kp trước nhớ trước vì nếu pi mà đúng rồi thì làm sao mà phải đến luật hai p nữa k 2 p là chẵn lần pi đúng không k là toàn bộ pi tức là có cả chẵn pi lẻ pi thì phải thử từ P trước P đúng rồi thì đừng thử hai p nữa như bạn bảo thử cả hai thì thì hỏng bây giờ chúng ta sẽ thử ship pi nhé đây ship này đây nó đúng rồi này máy nó hiện ra số không to lù lù này thế thì, thì đúng rồi thì việc gì phải đúng thử cái này nữa. thế bây giờ nhiều bạn đã bắt đầu cứ vui tính để đi thử phát nữa là can thưa thầy hai pi ui rồi thầy ơi cũng đúng thế làm làm nào tp đúng rồi thì việc gì phải thay hai pi rồi pi đúng rồi việc gì phải thay hai pi vì capi uh, nó đã bao hàm một hai pi trong này rồi thì đừng có thử nữa đấy như vậy học máy tính cũng phải biết kinh nghiệm đấy thay lung tung rồi lâu hết cả giờ hơn cả mấy cái đứa nó làm tay để thế là chết mệt. bây giờ sang câu 11 Giải phương trình cơ bản sin x bằng sin pi trên 3 chúng ta sẽ có hai nghiệm đó là x bằng alpha và x bằng pi trừ alpha. 1 trừ 1 phần 3 là bằng 2 phần 3. Chúng ta cộng k2pi vào cho thầy. Bởi thế câu 11 này ta dễ dàng ta chọn được đáp án đó là... Câu 11 thì mình chọn A nhỉ Vui tính nha Thôi câu này không cần thử được đâu Thầy nhắc lại này Đối với phương trình cơ bản dễ giải Thì không cần bấm Xong Thầy chỉ dạy cái câu nào rất khó Thì thầy sẽ dạy cách thay thôi như vậy là thầy cũng đã nói nói qua thế này là hiểu quá rồi Thế này mà thầy nói thật với em ấy Thế này mà không 10 à, Không được 10 hơi phí Được chưa? Không được Nè thầy dạy cho thế này mà không 10 là hơi phí đấy nhá Được chưa? Không 10 là hơi phí thật đấy Tại vì không phải ai người ta cũng hướng dẫn cho con đâu nhá. Mà đặc biệt là thầy đã hướng dẫn phần nào là thầy đã hướng dẫn rất là kỹ cẩn thận Kể cả có rốt đến mấy nó vẫn hiểu được Được chưa? Câu số 12 giải phương trình cô tăng x bằng 2 phần 3 2 phần 3 là một cái giá trị nó không được đặc biệt cho lắm bởi thế khi chúng ta giải chúng ta nhớ đến cho thầy Phương trình cô tang thì không thể vô nghiệm được Vì bên này là bất kỳ đều được Thế thì phương trình này sử dụng ác cô tang Bất cứ cái gì mà lẻ Chúng ta có thể sử dụng ác xin, ác cốt, ác cô Các con cứ hiểu ác cô tang Cứ như là ship cô tang vậy Như vậy chúng ta sử dụng ác cô tang Có chuyện này đấy nhá Ác cô tang Và chu kỳ nghiệm của tang và cô tang là capi Bởi thế câu 12 ta dễ dàng Ta chọn được đáp án đó là D tránh nhầm chu kỳ này và tránh nhầm cái kiểu là nhân ba lên đây là hỏng luôn này hỏng người luôn này nếu mà sai phương trình đã đưa cơ bản rồi cấm nhân lên nhá đấy các quý chỉ để hỏi lại thôi chứ không có gì khó nào câu này mới khó này câu này đòi hỏi các con phải biết tính máy tính đây câu này mà chỉ cần bạn nhẵn ra một cái là một lúc phát hết 10 phút nghe Tức là nếu như bạn mà làm mà không cẩn thận ấy, nhãn một phát bạn hết 10 phút ngay thì bài này giải rất là lằng hoàng ở chỗ là thứ nhất là bạn đã phải có điều kiện này, đặt T này, giải ra T xong này thì giải ra các họ nghiệm là x1 x2 này, chặn các họ nghiệm trong đoạn à trong khoảng chứ xin lỗi từ trên 2 đến 7P/2 này. Chặn ra số giá trị K Có bao nhiêu giá trị K thỏa mãn thì có bấy nhiêu nghiệm Nhưng đây là cách làm tự luận nếu như tùy tình hình mà trong một cái đề mà 50 phút mà dừng lại cái câu này 10 phút một phát thôi thôi chết rồi ngẩng mặt lên là cả lớp đi về mất cái câu này nếu như đề không quá chúng máy tính thì thôi câu này thầy cho phép các em bấm máy tính được cái gì mà hợp lý thì thầy sẽ khuyên các em làm thật còn cái gì mà thầy bảo không hợp lý thì không làm nhưng mà riêng trong trường hợp này thì nên làm thật vì nếu không thì cũng sẽ rất là nguy hiểm nếu như cái giải cái này mà ăn ở may mắn mà ra có một họ nghiệm chặn có một lần và ngồi đếm số giá trị ca nguyên thỏa mãn mà bạn nào không biết đếm ấy là cái thứ nhất cái thứ hai là nếu nó có quá nhiều họ nghiệm mà cứ đi ngồi chặn như thế này thì cũng hơi lâu được chưa vì thầy cũng đã giải rồi mà thầy biết bây giờ thì nó, giải tự luận thì đúng là phải chặn ra thật nhưng mà giải trắc nghiệm mà thế thì chắc phải chết hết được chưa nó cũng hơi hơi lâu đó, thế nên là bây giờ chúng ta sẽ sử dụng mốt 7 cho thầy. Các con lấy máy tính ra. Đây là bài toán đếm số nghiệm của một phương trình trên một khoảng hoặc một đoạn nào đó. Đấy là câu số 13. Thì bây giờ các con đem cái máy tính ra đây. Thầy sẽ hướng dẫn cho con. Chúng ta sẽ có đó là mốt 7. Chúng ta sẽ gõ vào phương trình. Chúng ta cứ gõ nguyên như thế này đi. Máy nó thông minh ở chỗ là cứ để nguyên dạng tồn tại của nó. Không cần phải đổi biến vì đã không làm bằng tay rồi thì cứ để nguyên đấy. Không động vào nguy hiểm. Nó sẽ có hai lần sin x Các con để bình ở đây nhé Một lần nữa thì long trọng cho con thông báo là thầy, Con để bình ở đây cho thầy nhé Ta cộng với sin x Người ta trừ 1 Được chưa Thế sau khi mà bấm xong rồi cái chỗ này không học đi, mai chính cái chỗ này là sẽ là bí quyết để mai kia không bị nhìn bài bạn cũng như là mai kia không khéo để cứu nguy cho cả lớp đấy. Chứ bây giờ nhiều lớp, nhiều bạn học yếu lắm. Ấn bằng này, tắt nhớ tắt cái GX đi nhớ, máy của mình mà không tắt được GX thì thầy kệ nha, tắt cái GX đi. Start của chúng ta chính là bằng pi trên 2 này, chúng ta ấn cho pi trên 2 cho thầy. Và chúng ta ấn bằng cho 7 pi trên 2 đối với n của người ta, người ta đã cho sẵn rồi. Người ta gợi ý cho mình rồi. Đấy, thì bây giờ ấn bằng xong này thì step này, step theo kinh nghiệm của thầy cứ cho pi trên 12 nhé Ghi ghi lấy bút, lấy bút ghi vào. Lấy lấy bút ghi vào. Học thuộc là cứ chờ step pi trên 12. Có rất nhiều cách cho step nhưng mà theo thầy muốn cho đẹp một tí thì cứ cho pi trên 12 cho thầy, học thuộc đi thì là xong. Thế uh, thì bây giờ ấn bằng thì uh, rồi giời info Có biết tại sao info không? Vì uh, từ uh, cái này hơn kém cái này bởi 3 pi liền. Nếu cho pi trên 12 trong trường hợp này nó hơi bé. Nên chúng ta sẽ để cho thầy là uh, bây giờ không để pi trên 12 nữa, tăng lên để pi trên 6. Máy tính mà không để được bé quá thì tăng nó lên, thầy để pi trên 6 nhá, thầy là độ ổn, thế là xong Thế để pi trên 6. Không để được pi trên 12 thì cứ thế mà để pi trên 6, cứ tăng lên. Thế là xong Cũng có mọi thứ đều cách xử lý của nó cả Ờ, thì câu 13 chúng ta ngồi đếm cho thầy nhá. Thầy dạy cách đếm này Cách đếm là đếm cột bên phải Phải đếm cột bên trái luôn nhá Ngồi đi đếm cột bên trái Thực ra đếm số nghiệm ấy Số nghiệm xuất hiện ở cột bên trái Nhưng muốn đếm số lần thì phải nhìn dò cột bên phải Thế nhìn từ trên xuống dưới Thì thấy cái chỗ nào bất thường mà nó đổi dấu một phát Thì được coi là có nghiệm thế Thì bây giờ cứ dò từ trên xuống dưới Cái chỗ nào arrow kệ bố chẳng quan tâm rồi, thế thì từ đây xuống đây ta thấy là cái chỗ nào mà nó đổi dấu đi Ôi giời, chả thấy cái chỗ nào đuổi dấu Thế hey, vui, chả thấy cái chỗ nào đuổi dấu này Ơ, ờ, thì không có nghiệm Ô, oh, chả thấy chỗ nào đuổi dấu Ôi giời, hay nhở Ô oh, hay, hay thật Thế không có nghiệm à Hay nhở, toàn error này mới sợ Bây giờ đếm lại Đầu tiên phải mò lại xem mình gõ đề bài đã đúng chưa 2 sin x 1 Nhân với 2 lần sin bình x Cộng với sin x 1. Bây giờ mình sẽ cho lại dp trên 2. D7 pi trên 2. Như vậy là bài này không khéo nó đã định bắt mình làm bằng tay đây. Câu 13 không mình phải thật bình tĩnh. Step có cách cho thứ hai, không cho pi 6 nữa tại vì 6 sợ to quá. Chúng ta sẽ lấy cho thầy 7 pi trên 2 là 3 pi rưỡi. Tức là 3,5 pi. Trừ cho pi trên 2 là 0,5 pi. Thế sẽ ra là 3 pi. Độ hơn kém của nó 3 pi, lấy cho thầy 3 pi lấy cho thầy độ hơn kém là 3P chia cho 20 cách cho thứ hai đấy lấy luôn độ hơn kém của nó lấy độ hơn kém của đầu và cuối chia cho 20 cách này thì rất dành cho tất cả các cái dạng bài mà liên quan đến giá trị lớn nhất nhỏ nhất được chưa hay là đề nó lừa mình nhỉ à thì chết rồi ngu quá bây giờ thầy phát hiện ra lỗi sai rồi con ạ <laughs> thầy phát hiện ra lỗi sai đó là quá dại ở chỗ là không chuyển vế chết giờ chết giờ trong quá trình làm mải gợi ý quá cuối cùng không chuyển vế máy tính yêu cầu là luôn luôn là phải chuyển vế phương trình từ trái qua phải chết giờ chết giờ phải chuyển sang chuyển sang nó không thể chết các con rút kinh nghiệm nhé mấy kia cái mải mải bấm bên này tưởng bên này bằng không rồi ha 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 hóa ra lừa thầy bố thấy chưa? rồi ấn bằng này thì bây giờ mọi thông số để nguyên ấn bằng ba phát nhé bằng một phát bằng ba phát luôn cái chỗ sơ lúc nãy vừa cho rồi yên tâm bây giờ ngồi dò lại bỏ quái tự nhiên để để làm gì có cái chỗ nào vô nghiệm đâu mà lại tự nhiên không ra thì mẹ lừa thầy à chết đúng không nhỉ bây giờ ngồi dò thì xem có bao nhiêu lần đổi dấu là xong thì thầy dò cho con một lần nữa nhé à cố mà nhìn nhá căng mắt ra nhìn này căng mắt ra nhìn à đây rồi nhá mày chết với thầy rồi một nghiệm này một nghiệm này thầy đã để nhấp nháy cho mày rồi nhá một nghiệm nhấp nháy từ 3,4 đến 3,9 chín thầy đã để nhấp nháy cho mày nhìn thấy rồi nhá tiếp này các con nhìn tiếp nhá một nghiệm rồi này À đây nhá, chúng mày chết với thầy rồi Hai nghiệm này Thầy nói như thế nó phải nhớ đấy nhá Mai kia để bảo chả hiểu gì Úi dồi ôi, thế thì thôi Trượt đại học là đúng Tiếp tục nào À phát thứ ba đây nhá Mày chết với thầy rồi thấy chưa, ba phát rồi Hết chưa ấy nhỉ hết rồi nếu như máy tính của thầy xịn và đây là đúng thì đáp án chỉ có 3 thôi các con tự tin khoanh đáp án 3 chúng ta để chuyển tiếp qua câu tiếp theo chúng ta đến với câu số 14 thế là xong ờ, không, nếu mà con biết cách bấm ý, Thì nó cũng sẽ chắc chắn đến khoảng 7-80% Thầy thì thầy không bảo nó lúc nào nó ra đúng Nhưng mà nó ít nhất nó chắc chắn từ 7-80% rồi Được chưa? Ta đến với câu 14 Điều kiện xác định của hàm có chứa phân 2 trên cho phân Cốt x 1 Câu này giải bằng tay chúng ta sẽ có đó là cốt x khác 1 vui tính là do cái đề này nó, nó nó vui ở chỗ nó không yêu cầu giải thế thế mình ngồi mình tự tin 14 mình chọn đáp án nó là B mình tiếp tục mình chuyển sang câu số 15 ờ, được chưa nhỉ mình đến với cái nghiệm âm lớn nhất đi cái cái chỗ này hơi nguy hiểm nhá cái nghiệm nào là cái nghiệm âm mà lại còn âm lớn nhất sao lại nghiệm âm lớn nhất có nghĩa là các nghiệm này đều có dấu âm Ôi rồi nghiệm âm thì không thể khoanh đáp án A được cái đáp án này là lừa thầy trong ba đáp án này thì các số nào đều là số âm nhưng mà phải là số lớn nhất Các em cẩn thận dễ bị lừa Nghiệm âm lớn nhất thì các cái giá trị ở đằng sau cái dấu trừ này Nó phải là số bé nhất nhá Vì theo quy tắc so sánh số âm Cẩn thận nhiều bạn lại nghĩ là nghiệm âm lớn nhất Thì em nghĩ là em cứ thấy đằng sau cái dấu trừ của số nào to nhất thì em ôm <laughs> Không phải đâu, so sánh so, so dấu trừ thì cái số âm nào là số lớn nhất thì đằng sau của nó phải là bé nhất Theo sự quy đổi từ 11 trên 36, 7 trên 36 Cái thằng 5 này thì có phải là trừ của cái gì ấy nhỉ? 15 trên 36 không? để thầy đổi ra cùng 36 cho nó dễ hiểu nhé. Thế thì cho thầy hỏi là đằng sau ba cái người này bây giờ ai bé nhất thì được coi là nhỏ âm lớn nhất đấy. Có hiểu không các con? Thế thì theo như ý của thầy thầy coi như là thầy để hết bỏ hết dấu âm đi. Thế cái người nào bé nhất thì sự nghi ngờ bắt đầu phải thử trước là phải thử đáp án C. Nhớ chưa? Đi thi là phải thử đáp án C trước đi thử đáp án A trước thì rồi. Ôi thì còn ngồi ở nhà làm gì nữa. Được chưa? Không, thử con cứ thử cho thầy cái 7 trên 36 trước đi. Vì nó là số âm lớn nhất Đúng chưa? Đó là số âm Nhưng lại là số lớn nhất Để viết kiểu này nó rất chóng mặt nhiều đứa nhé Không hiểu cái thế nào là số âm lớn nhất Và số dương nhỏ nhất đâu Chóng mặt lắm Thế giờ con thử thầy từ 7 trên 36 trước đi Vì nó là cái số mà theo dấu giá trị ấy, Thì nó là bé nhất Sau đó con thử đến lượt Từ đây con thử sang đây Sau đó con mới thử sang đây Con rõ chưa? Bây giờ ngồi thử nào Thử thì dễ thôi Người chuyển vế trái chứ phải cái nào ra không là được nguyên tắc giải cứ thế mà tính còn bạn nào vui tính có thể giải bằng tay thì chỗ nào cũng được thầy nghĩ là trong trường hợp này cũng không dạy gì mà giải bằng tay chỗ này cả vì cũng không ai đi điều tra là mình giải bằng gì chỗ này thế chúng ta không sao cả thì chúng ta sẽ trừ cho thầy cái căn 3 trên hai để cho nó đọc ra không luôn cho nó dễ còn con có thể đọc về trái được thế bắt đầu can luôn cho này thế sẽ thử luôn cho đó là theo đúng ý đồ của thầy con phải hiểu ấy nhá đó là trừ bảy pi trên ba trừ 7 pi trên 36 cái này mà từng câu hỏi nó có từng cái cách giải rồi đấy chứ không phải là mình cứ làm linh tinh đâu úi rồi sai rồi theo nguyên lý của cái này là sai lòi tói rồi bắt đầu phải chuyển hướng ngay sang can cho trừ 11 CP trên 36 Úi giời đúng rồi Như vậy này Có một cái mẹo khoanh bừa nữa mà thầy chính hay dạy cho học sinh này Các con chú ý là đi thi con đừng có chọn cái số lớn nhất cũng chưa chắc đã chọn số nhỏ nhất mà rất hay là thầy phát hiện ra là đáp án nó hay rất hay nằm ở cái người thứ 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 to thứ ba được chưa đáp án nhá thầy xem rất là nhiều rồi đáp án thường thường rơi vào to thứ ba các con có cần thầy chỉ cho con không tại sao to thứ ba nhá ừ thế này thí dụ nhá to thứ nhất này ở à đâu to thứ hai to thứ ba hoặc là đây này à, to thứ nhất này to thứ hai ở à đâu to thứ nhất đây to thứ hai to thứ ba đáp án rất hay rơi vào cái kiểu ý nhá. có nghĩa là do một cái định hướng gì đó của người ra đề rồi to thứ nhất to thứ hai rất có thể rơi vào to thứ hai to thứ ba thế cái này rơi vào to thứ nhất to thứ hai to thứ ba thường thường nó hay rơi vào cái cái này lắm được chưa nó rất hay vui tính ở cái chỗ ý đấy là sự kinh nghiệm và phản xạ nhưng nói chung vẫn chỉ là sự may mắn nếu như các con không ăn ở hiền lành thầy chịu nào, bây giờ ta sẽ đến với câu hỏi số 16. Sau khi đi qua hết một loạt lượng giác thì mình đến với tổ hợp xác suất và số cách chọn được rồi. Những bài này sử dụng tư duy là chính, nhất là những bạn nam thông minh các con có thể nghĩ ra nhanh chóng. Còn các bạn nữ thì có thể nghĩ cái chỗ này mà lâu hơn để các con cố căng tay ra để nghe nhá. Một cái hộp mà có 9 cái bóng đèn màu xanh và có 7 bóng đèn màu đỏ. Cách chọn ô rồi, ôi, chọn một bóng đèn. Chọn một bóng thì dùng quy tắc gì luôn? đi thi chọn một bóng là cái một, là cái loại chọn mà rất là dễ không cần bấm sử dụng quy tắc cộng có tất cả 16 bóng đúng không Thế bây giờ mình chọn một bóng thì dĩ nhiên câu này mình phải chọn câu 16 mình phải chọn là đáp án D đó là 9 cộng 7 là 16 rồi chúng ta đi qua cái câu này rồi nhá câu này cho điểm đấy nhá làm đi Rồi tiếp tục nào Rồi, thì mình đến với cái câu số uh, 17 đi, đọc đề cho thầy nghe nào. Uhm. Nào chúng ta cùng đọc cho thầy cái câu số 17 Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số Bắt đầu lập số là nhiều đứa bắt đầu sợ lắm Cứ nhắc đến số mới má là nhiều đứa bắt đầu sợ ghê đó. Có ma Có hai chữ số AB nào đó Mà các chữ số đều lẻ Ôi mày quá hai chữ số đi thi mà cho lẻ là dễ đấy nhá nếu nó cho chẵn thì có khi phải phân trường hợp ra cơ để lẻ là dễ lắm có bao nhiêu cái số mà chữ số lẻ kem em nhỉ một ba năm bảy chín như vậy là có năm cách để chọn lẻ đúng không thế thì a sẽ có năm cách mà b cũng có năm cách lập số thì luôn luôn phải dùng quy tắc nhân rồi vì một bài toán có nhiều bước thì phải nhân các bước lại như vậy mình cứ ngồi mình vui tính thì mà... câu 17 thì mình nếu như không có gì thắc mắc thì mình cứ chọn cho thầy 25 số được chưa rồi cảm ơn rất nhiều bạn đã theo dõi bài nhiều bạn đang cảm ơn thầy rồi Giờ cảm ơn tất cả các em Được chưa nào à, Chúng ta cứ chọn cho thầy 5525 năm số Bài này thì A luôn khác không rồi Tại vì chọn 1, 3, 5, 7, 9 là luôn khác không Thế mình đến với câu 18 Thế này, các em chú ý cho thầy chính cái câu này nhé Câu này vừa rồi là có trong đề thi minh họa Năm 2019 vừa rồi của Bộ Giáo dục nhé Chính câu này nhé, tôi nói thật để có câu này luôn Đi thi chỉ hỏi cô chọn mỗi cái công thức nào là đúng thôi Đề năm vừa rồi đúng hỏi câu này luôn, chả có gì cao siêu cả. Sẽ chọn đúng từ một trong các cái câu này đề của thầy. Đấy, tương tự như thế, không có gì thay đổi cả. Người ta không chọn câu quá khó đâu. Học thế nào thi thế đấy. Chính cái câu này vừa rồi là có trong đề thi minh họa kiểu 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 nhá, tương tự đề thi minh họa của bộ giáo dục. Chính nó đấy. Thì bây giờ bạn chỉ cần phân biệt cái công thức nào là đúng, công thức nào nó sai thôi, thế là xong. Được chưa? bạn nào mà chưa kịp hiểu câu nào ở dưới thì tí nữa xem lại video bài giảng lưu lại nhá xếp lại này sau đó chia sẻ thì tí nữa xem lại nhé để thầy còn chữa không nhiều bài lắm Được chưa cố gắng để ý tiếp nào thì bạn à, có nhớ công thức à, hoán vị không nào hoán vị n dây thừa bằng n n 1, n hai nhưng người ta dừng dấu dây thừa ở đây thì người ta vẫn đúng đúng này pn tức là hoán vị của n phần tử n dây thừa này đúng luôn này công thức chính công thức sai là công thức c à, phải này phải là n dây thừa Chia cho N chứ K tất giai thừa. Còn tổ hợp CKN thì đúng. Ở dưới này nó có thêm K dây thừa là chuẩn rồi. Chắc không sai được. Người ta đến với cái câu ý về xem lại sách giáo khoa. Câu 19. Một cái lớp mà có chục học sinh. Trong đó có 14 bạn nam. Và có cái gì đấy? Bao nhiêu bạn nữ ở đấy? À, 16 bạn nữ phòng. Chủ, có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh bất kỳ trong lớp để đi tập văn nghệ? năm bạn này có đúng hay nữ may quá người ta mà nói rất rõ số năm số nữ như thế này rồi thì con con cứ bình tĩnh không phải lo lắng gì cả nó là dễ do có đúng hay nữ nên kiểu gì cũng có ba năm được chưa thế giờ các con làm theo đúng hai bước cho thầy để thầy ghi dấu chấm thế này là con nhân lại cho thầy là xong nhé cho thầy hỏi chọn hai nữ ơ à, cho thầy hỏi này chọn kiểu này thì dùng chỉnh hợp hay là tổ hợp ấy nhỉ chỗ này phải phân biệt cho kỹ nhá dùng c hay là dùng a nhiều bạn không phân biệt được đâu có một cái thói quen đó là ba đáp án nó có c rồi thì kiểu gì không phải là a đâu Ngoài ra này, người ta chỉ nói là chọn 5 người này ra và chọn luôn hai nữ và chọn luôn ba nam, người ta không hề nói. Người ta không hề nói là chọn 5 người này uh, thành một danh sách hoặc là không phân công nhiệm vụ chọn lần lượt ai trước ai sau mà chọn tú một phát 5 bạn, trong đó là có hai bạn nữ ba bạn nam thì chúng ta cứ dùng tổ hợp như thường. Đó là chọn đồng thời ngẫu nhiên thì chúng ta cứ dùng tổ hợp cho thầy nhé. Dùng tổ hợp tức là dùng C nhé. Cái này đi thi phải phân biệt cho nó kỹ không nó sẽ xảy hết đấy. Thế thì uh, chọn cho thầy đúng hay nữ C2 từ À đây nhầm C2 từ 16 Và C3 từ bao nhiêu nhỉ 14 cái câu 19 người ta dễ dàng người ta chọn được đáp án là đáp án B Các con đừng có sai những câu này nhé Câu này là quy tắc nhân thôi Còn chọn cái này là sai hết đấy nhá Sai hết Nó viết linh tinh cái gì chứ Sai hết Câu 20 Một cái khay tròn đựng bánh kẹo ngày Tết À sắp Tết rồi các em ạ Ngày xưa mình hay ăn đi ăn bánh kẹo này lắm Bây giờ mình cảm thấy là nhiều bánh kẹo mình chả thích ăn lắm Chứ ngày xưa cũng thích ăn bánh kẹo lắm nhưng mà bây giờ cũng đỡ đỡ hơn rồi thì bây giờ nhà thầy vẫn còn cái này nhá cái ngăn bánh kẹo mà có 5 cái ngăn này này vẫn còn ngay tết các em có còn cái này không 1, 2, 3, 4, 5 rồi được xoay 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 tròn tròn rồi nó có cái nhạc vui vui teo 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 đấy he he có cái ngăn cái quạt đấy được chưa thế thì nó nó teo 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 đấy cái cái kiểu nhạc cái he phết nhưng mà bây giờ thầy chỉ thích ăn cái món gì ngon ngon thôi Còn ngày xưa, ôi nhiều lắm Ngày xưa toàn là cái gì hạt dưa, hạt bí uh, Mất uh, miếc rồi Ôi bây giờ mình thích ăn với cái gì mà nó ngon ngon cơ Ui rồi không bây giờ mình thích ăn Tự nhiên mình thích ăn thịt vỏ khô à, không, Nhưng mà bây giờ nó giữ về thì thịt vỏ khô nhỉ Đang rời rét mà À hay là mình thích ăn à, Mình thích ăn cái gì táo ô mai hay Táo ô mai hay là xấu gì gì ngon ngon cơ À, còn có cái gì mà hạt rẻ ngon ngon Tự nhiên mà ngày xưa bây giờ không có mấy cái đồ ấy. Ngày xưa toàn hạt dưa, mấy hạt bí, mấy hạt hướng dương cắn rác hết cả mồm Được chưa? Bây giờ nó có nhiều thứ ngon lắm Nhưng mà không biết là, là, là... À, mai phải đi mua rời rét ăn mới được Tự nhiên cảm thấy rời rét này nhớ quá Được chưa? À, rồi Ờ, à, rồi Bây giờ có nhiều nhở không, không chỉ thịt bò khô, rồi có có lợn khô Gà khô nữa Ui, bây giờ đang gà cây ngon quá, nhắc đến lại nhớ ra tự nhiên mình các bạn nào có gà cái cho thầy xin ít được chưa muốn tự nhiên muốn ăn quá mà không có để ăn được chưa cho chả ai bán à có bán thì mình cũng chả biết để mua hàng ngày đi bận tối mắt với mũi lấy đâu ra mà là, là ngồi đấy mà ăn thịt gà khô rồi ạ mai thì phải xem đứa nào nằm thịt gà xong rồi thầy đi xin một ít mới được công lao dạy dỗ bao nhiêu năm thôi xin ít một tí thịt gà chắc không sao đâu được chưa <laughs> được chưa mai phải đi đi xin mới được được chưa À, rồi Thế thì uh, có bao nhiêu cách uh, bè năm loại cái bánh kẹo vào năm ngăn này Thì uh, các em cứ uh, Có đáp án là bao nhiêu nhỉ Các em bè bánh kẹo Ừ đấy Bây giờ bạn nào lại bắt đầu nói đến khô gà cơm cháy Nó tự nhiên thầy lại cảm thấy thèm thèm Được chưa Tự nhiên mình rời rét này Mình thấy cái gì Mình muốn ăn hết cả thế giới Sợ thật <laughs> Rồi uh, các, em, uh, có bạn, các em định khoanh chỗ này 5 giây thừa hay 4 giây thừa đây Theo như uh, Ngày xưa ấy Thầy học ấy thầy chỗ này thầy đang hơi phân vân một tí này ngày xưa thầy nhớ là xếp vào một cái bàn tròn ấy thì dùng n trừ một dây thừa tức là bốn dây thừa nhưng mà uh, tại sao xếp năm loại bánh kẹo và năm ngăn khác nhau thì lại là vẫn dùng năm dây thừa các em có thể giải thích cho thầy không được chưa vẫn là dùng năm dây thừa để đáp án của người ta cũng đưa ra 20 là chọn d tức là đáp án là nếu mà năm dây thừa là chọn ra là 120 đúng cách không đúng không các em nhưng mà có bạn nào giải thích được có cái cách 120 nhỡ nữa. nó nó có, có có chia cho gì không nhỉ? Có khi nào là bốn dây thừa không? Có ai nghĩ là bốn dây thừa không? Tại vì thầy đang nhớ là có một cái bài gì đó mà thầy vẫn dạy theo kiến thức bàn tròn là thì nhớ là bốn dây thừa dành cho khi nào cũng có một cái bài toán gì đó các em cẩn thận nhé trong chương trình học không học xếp số người và cho bàn tròn nhưng mà bàn tròn nhớ không nhầm thì nó sẽ là n trừ một dây thừa Đấy, nhưng mà tại sao 5 cái bánh kẹo mà nó cho vào 5 ngăn thì nó lại vẫn là 5 dây thừa nhỉ? Thầy, thầy đang nhưng mà bốn dây thừa thì 24 thì lại không có, đấy là mới lại là... thầy đang bảo là lạ lạ cái chỗ này. Được chưa? Thế thì, thì tự nhiên nó chui ra cái cái bốn dây thừa ở đâu nhỉ? Được chưa? Đáp án của bài này thì vẫn là 5 dây thừa. Thế thì để bây giờ giải thích như thế nào với cái câu 5 dây thừa này các em nhỉ? Được chưa? Đấy, thì đố bạn nào giải thích được cái câu này 5 giây thừa <laughs> uh, Một cái cái, 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 này nó có 5 cái ngăn Khe tròn Ơ, cho thầy hỏi cái khe tròn này nó quay được không nhỉ? Cái bàn tròn này có quay được không? Chắc xếp khe tròn thì cũng coi như là xếp 5 người à? Có đúng không nhỉ? Có, có phải là đều xếp 5 chỗ không? Thì xếp theo một vòng như thế này thì bây giờ bẻ cái bàn này ra thành hàng thẳng hả? có như mà có bạn nào nghĩ là bẻ cái bàn này ra thành bẻ cái, cái khe này ra thành cái khe thẳng năm chỗ không? được chưa ở đấy thì cái chỗ này nhưng vấn đề là cái đáp án thì nó lại không có nó mới nguy hiểm đây là đáp án nó lại không có chứ bình thường mà cái này thực ra em ạ à, thực ra sách giáo khoa nó cũng không dạy đâu thế nên là em biết thêm thì em biết mà em không biết thì cũng chả sao nhưng mà cái chỗ này nó hơi lạ lạ nhỉ hay là mình bẻ cái bàn này ra thì bàn thẳng nhỉ đúng không nhỉ mình bẻ cái bàn này ra thì bàn thẳng đi xếp chỗ cho thầy hỏi là xếp 5 cái ngăn bánh kẹo này để xếp cái khay tròn này có chơi quay không nhỉ thầy em cứ ghi là 5 cái khay tròn này nhưng mà 5 cái khay này nó lại khác nhau nhá theo theo thầy là theo thầy thì chắc là phải 5 chỗ mới giờ nó phải giống y hệt nhau cơ tại vì năm chỗ nó phải giống nhau thì có khi người ta có khi hoặc là cái cái bàn đấy có khi nó phải quay được cơ cái khay tròn này nhưng mà mình lại không quay mình lại có quay đâu cái khay tròn này cái khay thôi mà nó có nói là cái khe này di động chuyển động tròn đâu nhỉ nếu cái khe chuyển động tròn thì mai kia cái người ngồi ở phía bên này bàn ngồi ăn kẹo bằng cái vướng giống cái có một số cách nó không khéo lại trùng với cái người ngồi ở phía bên này bàn ngồi ăn kẹo tại vì người này que cái một cái thì cái 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 ngăn bánh kẹo về chỗ mình Thế người kia que một cái thì bánh kẹo lại về chỗ người ta thì hóa ra là một nhưng mà cái khe này không chơi que không chơi que thì năm chỗ này coi như tương ứng với năm chỗ kiểu y hệt như là bàn thẳng em hiểu chưa tức là nếu xếp một cách tương đối thì em hiểu rằng năm cái chỗ này nó cũng vẫn là một cái hàng năm chỗ thôi. Vì không chơi que với cái bàn này coi như là cố định. Thế thì năm khe khác nhau rồi. Thứ nhất là năm khe khác nhau, thứ hai là coi như cái khe tròn này nó không biết quay, được chưa? Kệ nó. Còn nếu như mà bây giờ xếp bàn tròn vào năm chỗ mà bây giờ mà phải đảo các chỗ nó phải giống y hệt nhau cơ. Mà lại phải quay tròn ví dụ như thế thì chắc là thầy nghi còn có lý chứ bài này thầy thấy nó không có cái đáp án là bốn giây thừa nên tạm thời thầy sẽ không đáp án bốn giây thừa chỗ này nhưng đúng theo lý thuyết nếu như cái hoán vị cho nếu cái hoán vị cho n phần tử và bàn tròn thì rất có thể là công thức thì đúng là n trừ một tất cả dây thừa thật cái cẩn thận đi nhé nên cái chỗ này là nó chỗ này tóm lại là cứ khoanh cho thầy năm dây thừa được chưa cứ khoanh cho thầy năm dây thừa còn thực ra ấy, thì có cái chỗ này mai kia để thầy sẽ đi hỏi nhưng mà thầy nói thật với em cái câu này ở trong sách bài tập đấy Các em về mới mở sách giáo sách bài tập đại số và giải tích lớp 11 Sách bài tập đại tích lớp 11 cũng cho đáp án là 5 giây thừa Được Hơi nghe hơi buồn cười tí nhưng mà thôi cứ khoanh đáp án đi đi Thế là xong nhé Được chưa? Thì uh, chả biết đề nó nói Đề nó không... từ cái năm cái khay này coi như nó đã đánh số vì nó đã khác nhau rồi Thế nhắc lại này Nếu như các khay mà nó có đánh số rõ ràng Thì 5 cái số từ 1 đến 5 này tương đương với 5 chỗ của 5 người ngồi bàn thẳng mà thôi Bởi thế chúng ta cứ chọn 5 dây thừa Còn nếu như 5 chỗ giống y hệt nhau Mà không thể đánh, tức là đánh số không thể phân biệt được ấy, Thì đến lúc ý kem sẽ sử dụng 4 dây thừa Các em hiểu chưa? Cẩn thận đấy nhé, không chỗ này lằng ngoằng Nghe hơi ghê đấy, 4 dây thừa Được chưa? Chỗ này hơi lằng ngoằng Cẩn thận nhé, không chỗ này là nguy hiểm Thầy còn thấy nguy hiểm nữa này em, được chưa? Thế thì bây giờ mình tiếp đến, mình đến với câu nào đi câu 21 cho các số từ 1, 2, 3, 4, 6, 7 các em đọc đề cho kỹ nhá câu này nó lại hack não này chuẩn bị chết này được chưa cẩn thận nhé câu này về nhà các em cứ xem thử lại sách bài tập lớp 11 đúng cái câu này trong sách bài tập lớp 11 thì chính đã xem rồi và đi ngồi mò ra rồi thì đúng là người ta ra năm giây thừa cẩn thận nhé cái việc ra đề cũng nguy hiểm phết đấy được chưa? cái đọc đề của nguy hiểm Nhưng mà nó lại có cách giải thích khác Đấy nó lại có cách giải thích khác Nếu như năm cái chỗ này mà người ta lại đánh số rồi Được chưa Và các chỗ lại khác nhau Cái bàn thì không quay Thì nó lại vẫn là năm giây thừa đấy Cẩn thận nhé Chỗ này thầy mới đầu xem cũng thắc mắc Nhưng hóa ra đáp án đúng là năm giây thừa Các em cẩn thận Còn nếu năm chỗ bây giờ cái bàn quay tròn năm chỗ thì không phân biệt được Thì bây giờ Xếp thì lúc ấy có khi bốn giây thừa Các em về xem lại cái câu này trong sách giáo khoa lớp 11 Được chưa? chỗ ý nó hơi lằng ngoằng đấy, cẩn thận Câu số 21 Cẩn thận vắng con số 5 với này Khi đọc đề chúng ta không cẩn thận Chúng ta sẽ ăn luôn con số 5 vào đây Thôi chết rồi 1, 2, 3, 4, 6, 7 Tức là có tất cả là 6 số thôi Như cái này mà chu chu chuẩn bị ăn luôn Mày đọc đề không khéo ăn luôn cả con số 7 vào bảo 7 số là chết này con lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau Số này là ABC, B, ừ C, U rồi May quá lập 3 chữ số khác nhau Mà lập 3 chữ số khác nhau mà vắng Vắng chữ số 0 rồi đúng không cứ vắng chữ cái số 0 mà đi vắng là mình rất là thích nhá chứ nó mà cứ chen vào đây nữa là mình lại phải chia trường hợp rất là mệt thế thì chúng ta chọn luôn cho thầy ba số nhá chọn luôn hộ thầy ba số từ 6 gì 6 số các con gõ vào máy luôn a 3 của 6 nhá tức là gõ 6 ship ship nhân tức là 6 p 3 đấy cái này biết bấm rồi đúng không thông minh nhỉ 120 số xong nhá câu này là 6 p 3 việc lập số cũng như là xếp chỗ cho ba người thôi chả có gì đâu Câu 21 chọn D. Tới tiếp tục câu 23 22. à câu 22. 5 bi xanh, 8 bi vàng chọn ngẫu nhiên đồng thời đi thi này, thầy nhắc lại này, cái lớp 11 nó khó khăn ở cái chỗ đó là kiến thức học đã dài đã khó rồi mà đề rất còn nguy hiểm lúc lạo lừa. Lớp 10 thì nó chưa gặp những cái lừa này và lớp 12 thì nó lại quá rõ ràng vì lúc ý bọn nó đầu óc thông minh hơn rồi. Cái lớp 11 rất nguy hiểm ở chỗ này. Lấy ngẫu nhiên đồng thời hay bi nó khác hẳn với cái việc là lấy ngẫu nhiên lần lượt hai bi đấy nhá. Các em mà đi thi mà em đọc hai cái, cái từ ý mà em mà khoanh em lại nghĩ là một thì thôi rồi nếu mà em chọn ngẫu nhiên đồng thời hay bi có nghĩa là không có thứ tự mà không có thứ tự đi thi này em phải chọn chỉnh hợp thì em phải chọn ckn em cẩn thận nhá em phải à đây là tổ hợp em phải chọn tổ hợp nhớ là phải chọn tổ hợp em phải chọn chỉnh hợp phát làm xanh này thế thì bây giờ em sẽ tính cho thầy cái số cách của biến cố lấy được ít nhất lấy được ít nhất cho thầy một bi xanh các em lưu ý đi thi mà ngồi mà chọn lấy được ít nhất một bi xanh thì kể nó cũng hơi vui nó khó quá Thực ra là có do bài này chỉ lấy có 2 bi thôi nên số trường hợp không quá nhiều. Bài này có hai cách, là đó là làm xuôi hoặc làm ngược. Nếu chúng ta chia trường hợp bài này ra thì lấy ít nhất một bi xanh thì có nghĩa là có thể là một bi xanh cộng với một bi vàng, đúng không nhỉ? Nhưng cũng có thể có trường hợp thứ hai. Đó là nhỡ hai bi cùng xanh thì sao? Đúng không nhỉ? Hai bi cùng xanh. Thế thì chọn một bi xanh là có 5 cách nhân với một bi vàng là có 8 cách đỡ phải bấm lên 58 là 40. Có trường hợp có 2 bi xanh, hai bi xanh chọn hai bi xanh từ năm bi xanh, nhưng thầy đã dặn các em là bài này rút ngẫu nhiên đồng thời là các em phải sử dụng tổ hợp cho thầy nhé. Như vậy cái chỗ này sẽ là C2 của gì của 5 xem mà, <laughs> mà lại uh, dùng A2 của 5 là thôi hỏng đấy. Thế bây giờ chúng ta chỉ việc uh, cộng lại cho thầy thôi. Thì 40 đúng không? Ta cộng luôn với 5C2 đúng không? 5 ship C đây này. 5C2. 50. 50 đâu ấy nhỉ Câu 22 ta chọn đáp án đó là C Không ai thắc mắc ta thầy chọn đáp án C nhé Được chưa? Thế là xong Cứ bình tĩnh mà làm các con Không có gì khó đâu Còn ngoài ra ấy, con có thể sử dụng cái phương pháp đó là Chọn hai bi bất kỳ Các con chọn cho thầy hai bi bất kỳ Từ 13 bi cũng được Sau đó con con trừ bỏ đi cái số cách toàn bi vàng Tại vì ngược lại của ít nhất một bi xanh Có nghĩa là các bi toàn vàng Như vậy chọn luôn cho thầy C2 của 8 Thì bấm nó cũng ra thôi Tức là thầy dạy cho cả hai cách này 13 ship C2 Mình trừ hộ thầy đi 8 ship C2 Thì mình sẽ giao đến 50 Rồi may quá Thì đi thi phải chú ý là nếu như chẳng may mà có nhiều trường hợp quá ấy, Thì phải lật ngược vấn đề trở lại Là bây giờ ta sẽ đi tính tổng số cách Tức là không gian mẫu đấy Ta trừ đi cho cái số cách Của các bi toàn vàng đi Sổ bi giờ Các viên đều màu vàng vàng ấy, đấy Các ỉa các viên vàng vàng, được chưa? Trừ đi, thế nó xong thôi không được gì phải tính toán cái gì nữa Con hiểu chưa Ta đến với câu 23 Sắp xếp cho thầy năm à, cái gì nhỉ 6 cái nam sinh và bốn nữ sinh sáu à, 6 nam sinh và bốn nữ sinh vào một cái hàng ghế ngang 10 chỗ Ôi rồi, à, 10 bạn đi mượn Đây là bài toán xếp chỗ nhé Lưu ý đi cái, ghi vật vở này Đi thi vào bài toán xếp chỗ thì chắc chắn là sử dụng dây thừa nhé sử dụng dây thừa để xếp chỗ Bây giờ xếp 10 chỗ mà có bao nhiêu cách xếp cho so các bạn nữ 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 ngồi cạnh nhau và nam 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 ngồi cạnh nhau có nghĩa là chơi theo kiểu ngồi theo nhóm đấy, ngồi theo nhóm. Chơi theo kiểu ngồi cả nhóm nam nhóm nữ chứ không lần này không thích ngồi xen kẽ. Thầy từng gặp nhiều bài ngồi xen kẽ rồi chơi kiểu nam ngồi với nam nữ ngồi với nữ, chắc là sợ bị bị làm sao thế là sợ bị dính vào hay sao thế là phải ngồi kiểu này. Thế thì các em nhớ cho thầy này. Em ghi đó là coi như các bạn này ngồi cạnh nhau sát nhau quá thì là cuối cùng coi như bốn bạn nữ dính vào làm một cục bốn bạn nữ dính làm một cục được chưa và coi như là sáu bạn nam cũng dính vào là một cục luôn thế là chúng ta chỉ có hai cục thôi đó là hai cục nam và cục nữ khi chúng ta muốn xếp chỗ thì cuối cùng bài này chỉ còn có xếp thì có hai chỗ đó là xếp một cục nam và một, một cục nữ đi với nhau cứ hiểu như thế này cho nó đơn giản vì các bạn ý lúc nào ngồi cạnh nhau được chưa? thì bây giờ theo như đúng lý thuyết mà thầy cũng như các em đã học nhiều ở lớp rồi thì thì đầu tiên số cách xếp chỗ cho bốn bạn nữ là một cục tức là hoán đổi vị trí bốn bạn nữ cho nhau ta có bốn dây thừa số cách để xếp chỗ cho sáu bạn nam dính và là một cục thì chúng ta sẽ có là sáu dây thừa sau đó hai bạn nam hai à, cục nam và cục nữ này sẽ đảo chỗ cho nhau sẽ nhân hai lên thực ra là hai dây thừa đấy các em nhé nam trước nữ sau so, hoặc là nữ trước nam sau so cũng được tức là hoán vị hai cái nhóm này cho nhau chúng ta có thêm hai dây thừa nhân lại ta có bốn dây thừa sáu dây thừa hai dây thừa bài toán xếp chỗ chỉ có dùng dây thừa thôi chứ không phải là chỉnh hợp với tổ hợp gì ở đây đâu nhá thì thi chú ý chúng ta sẽ có bốn dây thừa chỉ là hoán đổi vị trí mà cứ hoán đổi vị trí thì dùng dây thừa cho thầy nhân với hai dây thừa thì là xong chúng ta sẽ có kết quả đó là ba bốn năm sáu không đáp án d không thể sai đi đâu được cái chỗ này sai cơ mà nguy hiểm chết được chưa cái ghi ở vở nhé chỗ này thầy đã ghi cho rồi này Đấy, cái này nhớ cho thầy nó rất là dễ thì thôi Cố gắng mà học, nhớ chưa Bây giờ, mai nó thể nào rơi vào mấy cái câu xếp chỗ này nghe Được chưa Thì các con ghi phương pháp làm bài đó là dính vào là một cục Được chưa, cứ thế mà là Cái gì sai 23 là con sai nhá. Không sai được con, con hỏi chỗ nào thì trả lời cho con nghe Không sai được, nó có cái gì sai Cái gì sai nào Cái gì hỏi đi Hai dây thừa đấy, nhân rồi con gì nữa Hai dây thừa đây rồi Thì tất nhiên là đáp án D được chưa? Chúng sẽ đến với câu 24 ngay lập tức. Một cô gái rồi. Có 5 đôi giày với 5 màu khác nhau trong lúc vội vã đi chơi Noel. Ui thầy lại đã điện phát hiện ra lại sắp Noel và giáng sinh rồi các em ạ. À. Được chưa? Thế mọi năm đi chơi với ai? Được chưa? Mọi năm đi chơi với ai? Năm nay rét sun cả vòi thế này chết, được chưa? Rét quá nhỉ, chưa đi Noel mà đã rét thế này rồi chết. Thế này đi chơi kiểu gì nhỉ? Được chưa? Năm nay rét lắm, rét Chứ Noel đã rét mà năm nào thế chuẩn bị cứ sắp đến Noel là kiểu gì nó phải mưa rét kiểu này, này thì mới nghiệm thế đấy nó mới theo dương lịch bao giờ nghiệm lắm bây giờ toàn thế đấy. rồi thì bây giờ đi có nhìn rõ không rõ thế này còn gì nữa còn mờ mờ cái gì nữa được chưa à, Trung bảo các bạn vào học hết đi còn mờ mới ảo gì nữa đây zoom to một loạt này không học đi mai thi rồi mà thầy mà dạy cho mà không bảo các bạn mai thi rồi hôm nay ngồi kè cho thầy bạn nào nhất là bạn nào chưa học xong ấy mà học dở dở ấy thì ngồi xem đến khi nào mà thành thạo rồi bắt đầu mới được đi ngủ được chưa được chưa một số bạn đấy một số bạn nào hay xem con bảo bạn vào xem đi chung vào bảo các bạn vào ta hết các bạn vào bảo các bạn để ý vào và đi không bảo mai đứa nào điểm kém là thầy bắn chết rồi đấy được chưa mai là không học hành cái gì mà xong không làm ăn ra gì là thầy mắng chết đấy được chưa ờ, thế bây giờ cái cô gái này đi rủ ôi năm đôi rè mà có năm màu khác nhau cô này nắm rẻ nhỉ? nhiều hơn cả mình bây giờ cô ấy vội vã đi chơi noel sao thầy bắt đầu cảm giác thì giống cái chuyện như là cô gái lộ lem ấy nhỉ cô này đi chơi chắc là à đấy thầy cứ tưởng là cô này đánh rơi giày <laughs> xong bạn nam nào nhặt được giày xong đem giả giày rách <laughs> trong lúc mà đi noel và rơi giày thôi rồi cái giày bị người ta thu được cả mấy đống mấy cái người người ta đi quét ấy người ta sẽ nhặt được bao nhiêu giày dép người ta vứt luôn rồi để đấu ra người ta còn trả lại giày dép thế này đi chơi cùng bạn trai mà đầm rơi mất giày Nên mới chết này này mới nguy hiểm vấn đề ra vui thế được chưa đi chơi cùng rất nhiều bạn đang nói là em đang rất thích câu chuyện của thầy <laughs> làm cho em mãi nghe chuyện quên không làm được bài <laughs> được chưa rồi thế là đi chơi cùng bạn trai thì tự nhiên lấy à à ý là bạn này bạn bạn gái này chuẩn bị chọn ra một cái đôi giày nào đó có hai chiếc xong rồi là bạn ý để bạn ý đi chơi thì bây giờ xác suất để chọn ra hai chiếc giày là một đôi chứ tôi hỏi xác suất để chọn được một hai chiếc là một đôi là thì là bao nhiêu kìa được chưa Uh, chọn hai chiếc bất bất kỳ và để tạo thành một đôi thì bây giờ nhắc cho tôi hỏi là không gian mẫu đã nào không gian mẫu là số cách chọn ra hai chiếc giày từ 10 chiếc giày đúng không Thế thì không gian mẫu Omega sẽ là chọn hai cái giày chết tiệt từ 10 cái giày ban đầu thì cứ coi như là cô ấy có cả một cái đống dép đi cô ấy trộn hết cả 10 cái vào với nhau bây giờ chưa biết là đôi nào là cọc cạch hay là đôi nào là một đôi ngày xưa thầy hay gọi thực ra chỗ thầy mà chả biết các em gọi là gì nhưng mà đôi nào mà không phải một đôi đi với nhau người ta gọi là dép cọc cạch được chưa thế thì đầu tiên trộn hết cả 10 cái giày lại với nhau thì số chọn hai cái từ 10 cái giày chúng ta sẽ có là số đôi giày được lập ra nhưng mà có nhiều đôi cọc cạch khác màu được chưa là C2 của 10 Được chưa? C2 của 10 Thế bây giờ cho thầy hỏi uh, Bây giờ tính sắc Mà trong này lại chỉ có mấy đôi thôi nhỉ? Trong này chỉ có mấy đôi Chỉ có 5 đôi thôi Như vậy xác suất để chọn được một đôi xác suất để hai cái chiếc này nó tạo thành một đôi trong năm đôi thì chỉ có năm cách thôi đó là bạn bốc được đúng hai cái rè là của một đôi Tức là trong này chỉ có 5 đôi thôi. Bạn may mắn thế nào bạn bốc đúng được cho thầy 5 cái đôi rẻ ra thì bạn may mắn. Vậy xác suất cần tính chính là bằng 5 chia cho C2 của 10 mà thôi, chả có gì cả. Thì có 5 cái đôi rẻ. Chúng ta có 10 C2. Thì chính là 45. Đúng chưa? Ờ chúng ta sẽ lấy 5 chia 45 rút gọn ra là 1/9 các em cố mà thuộc nhá. Cái này dễ hiểu lắm, chả có gì khó đâu con. Câu 24 con phải chọn đáp án đâu là A Đứa nào chọn đáp án C là sai rồi Được chưa? Câu 24 đấy, sai rồi nhá Không dễ thế đâu con, đừng nghĩ là nó dễ thế Được chưa? Nó không Thế nhắc lại một lần nữa này Cả cái tủ rè lẫn lộn với nhau chục chiếc Bây giờ không gian mẫu là chọn ra hai chiếc Bất kỳ từ chục chiếc thì không gian mẫu đã là C2 của 10, là chỗ này không ai thắc mắc Bây giờ thầy hỏi là uh, có bao nhiêu cách thuận lợi cho cái việc mà hai cái chiếc chọn ra là một đôi thì chỉ có năm đôi thôi năm cách đó là không chọn được đôi nọ chọn được đôi kia đề đã nói rất rõ rồi thế chỉ có năm đôi thôi lấy số cách ấy chia cho không gian mẫu Thì ra một phần chín không thể chạy sai yêu được cái này cẩn thận mai rơi vào dè dép và đi dép cọc cạch là chết đấy nhé dép cọc cạch là chết để đến với câu 25 được chưa phải xem lại nhau sai hết giờ được chưa? dễ thôi thực ra không dễ lắm đâu thấy phát hiện ra những cái phần này bắt đầu trở đi chả có cái gì tên là quá dễ cả có nhiều bạn có suy nghĩ ngu duy được đâu mà đòi dễ được chưa 25. A là một cái biến cố liên quan đến phép thử có không gian mẫu là omega. Chọn cho thầy cái mệnh đề nào nó sai. Đi thi phải gạch chân vào cái 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 cụm từ chính. Cứ ngồi mãi mãi nhìn đáp án xong rồi không để ý nó bảo chọn câu sai. Thì người ta ký hiệu P của A là xác suất của A. Chúng ta cùng đọc từng câu một. Xác suất luôn chạy từ 0 đến 1. À đúng. Xác suất được tính bằng số phần tử của A chia số phần tử omega ở à, đúng. Xác suất của biến cố đối, đây gọi biến cố đối A ngang nhá cái gì đây sẽ nhìn câu c là đã, đã, thấy nó nó viết ngốc rồi viết ngu rồi xác suất của biến cố đối luôn luôn bằng tổng xác suất lớn nhất có thể trừ đi xác suất của biến cố a hay còn nói là tổng xác suất của biến cố a và biến cố đối của a là luôn bằng một như vậy câu c là sai còn xác suất của biến cố omega biến cố omega còn gọi là biến cố chắc chắn xác suất của biến cố omega có nghĩa là xác suất toàn thể thì dĩ nhiên là bằng một là đúng rồi được chưa xác suất omega bằng omega chia omega là bằng một là đúng rồi chắc chắn là câu 26 gieo ngẫu rồi lại gieo tiền gieo ngẫu nhiên một đồng tiền cân đối đồng chất hai lần một mặt là sờ một mặt là n như vậy là một mặt sấp một mặt là ngửa mô tả không gian mẫu rồi cái câu này là cái câu quá thể dễ rồi không gian mẫu là số cách có thể xảy ra khi chúng ta gieo một đồng tiền hai lần vậy một kết quả của không gian mẫu thôi đã, đã phải có hai chữ thế thì hai chữ chúng ta kể ra bốn cái đó là sờ sờ l l sờ sờ n và n sờ vì chúng ta câu 26 ta chọn là đáp án a <laughs> Chọn đáp án a thấy nhắc lại mỗi một kết quả gieo hai lần là hai chữ thì lần đầu tiên là sờ 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 n, n sờ và n n được chưa thế là sau cái này dễ hiểu ta đến với câu 27 mươi bảy ai bi bên này suốt ngày bi mi súng mi người này cái để ý bi này bi mi ve suốt ngày bi mi ve Hộp thứ nhất có 4 vi đỏ, 5 vi xanh. À như vậy là hộp thứ nhất có 9 viên nhá, ghi vào đây. Đi thi cũng phải thế này này. Hộp thứ hai là có 8 viên vi đỏ, 6 viên vi xanh, như vậy là 14 viên nhá. Ơ hai màu khác nhau à? À đâu, hai bên đều đỏ xanh hai màu. Được chưa? Câu hỏi: Lấy ngẫu nhiên từ hộp 1 ra 2 viên, lấy ngẫu nhiên từ hộp 2 ra 1 viên. Như vậy là cho thầy hỏi là người ta lấy cái bàn tay trái, người ta thò tay vào hộp thứ nhất người ta lấy bàn tay phải người ta thò tay vào hộp thứ hai đấy chứ không phải là cả cái hộp bi này là là một hộp đâu nhá để thò tay hai hộp thò tay hai hộp vậy số cách khi tính chúng ta phải nhân lại vì khi chúng ta thò tay hai lần thì số cách sẽ là nhân các bước thò tay lại như vậy tính xác suất để cho ba viên bi này có đúng hai viên đỏ và một viên xanh cái chỗ này bắt đầu là ngoằng đây hai viên đỏ và một viên xanh thì bây giờ cho thầy hỏi là tính như thế nào để nó ra là hai viên đỏ một viên xanh Câu này ngồi miêu tả đã rất bắt đầu dành thời gian cho kem được chưa? Câu 27 đấy. Thế bắt đầu dành thời gian cho kem để em chọn kiểu gì ra hai viên đỏ một viên xanh. Cái này thì nghĩ chắc phải phân trường hợp ra rồi, nếu không thì chắc không đủ được. Hai viên đỏ một viên xanh. Trời ơi, chắc là nhiều trường hợp lắm đây này. Được chưa? Cái này ngồi kể bị chết này. này, phải kể nhanh nhanh chứ không không kịp đâu. 27 đã làm được chưa nào? 27 ra A A sai rồi, chưa đúng đâu Thế bây giờ để thầy kể trường hợp ra nhá. hai viên đỏ một viên xanh đấy cứ coi như là mình lấy được À nhưng mà thầy nhắc lại này Lấy ngẫu nhiên từ hộp 1 Ra hai viên, em phải nghe kỹ này Họ nói rất rõ là số bi họ lấy từ hộp 1 Chỉ có hai viên thôi còn hộp 2 họ chỉ lấy có một viên thôi. Các em cẩn thận đấy nhá. Không phải là họ thò cả ba viên từ cái hộp 1 Không phải là họ thò cả ba viên vào hộp hộp 2 đâu nhá Họ thò hai viên từ hộp một như vậy trường hợp 1 đó là từ hộp 1 người ta thò ra hai viên bi đỏ được không? Và chấm phẩy từ hộp 2. Người ta thò ra một viên bi gì? Một viên bi xanh đây là trường hợp thứ nhất này. Hai bi này lấy được từ hai bi hai bi đỏ này lấy được từ hai viên của hộp 1 và một viên của hộp 2. Có cái trường hợp hai nào nữa không nhỉ? Ngồi nghĩ nốt cho thầy xem nào. Có khi nào là thò hai viên bi đỏ là của cái hộp xanh này không? chắc là không thể vì họ không hề bảo là chọn hai viên bi đỏ của một cái hộp này được thế thì chỉ còn cái trường hợp thứ hai đó là thò ra đúng rồi trong hai cái viên bi này thì có thể thò ra trong một hộp thứ nhất là có một xanh cộng một đỏ có được không thì nghĩ là nghe có vẻ hợp lý đấy tại vì hai viên này rất có thể thò ra một đỏ một xanh ở đây và hộp thứ hai bắt buộc thò ra một viên thì viên này bây giờ phải là đỏ để không thể chạy đi đâu được anh em có thấy hợp lý không thì chắc hết cách rồi đi thi không bao giờ có quá 3-4 trường hợp đâu. Đứa làm mà thò được ra nhiều cách nữa thì phải nghĩ đến việc là sử dụng biến cố đối nhé, ngược lại nhé. Nhưng trường hợp này không dùng biến cố đối là khó. thế nên là trường hợp này thì nghĩ là bạn không thể thò hai viên đỏ từ cái hộp xanh này được vì hộp xanh bạn chỉ lấy À hộp hai bạn chỉ lấy có một viên thôi. thế nên bạn chỉ có hai cách đó là thò hai đỏ và một xanh ở đây và bạn thò một đỏ một xanh ở đây và một đỏ bạn phải thò ở đây là đúng nhỉ? thế thì bài này số cách của chúng ta sẽ là hai trường hợp. mỗi một trường hợp ta nhân lại thò hai đỏ chúng ta sẽ có C2 của 4 nhân với một xanh một xanh thì viết luôn là 5 cách luôn đây là trường hợp 1 trường hợp 2 cộng lại là một xanh một đỏ của cái bác này một xanh một đỏ của bác này thì sẽ là 4 viên nhân với 5 viên rồi lại nhân tiếp với ôi dồi ôi một đỏ một xanh là 4 5 rồi và một viên nữa đỏ của cái bác thứ các em xem còn trường hợp nào nữa không? Nếu mà bạn nào nghĩ là thêm trường hợp nào nữa thì bảo thầy. Còn nếu không thì thầy chỉ nghĩ ra thế này đã. Có có khi nào là thò được một viên bi đỏ ở bên này không nhỉ? Có khi nào là thò được một cũng có thể là biết đâu mai kia nó lại thò được một viên bi đỏ ở bên này. Ừ còn đấy, theo thầy có khi vẫn còn chưa hết đâu. Được chưa? Đợi thầy tính nốt trường hợp 2 đã. Một viên bi đỏ. Nhưng một viên bi đỏ ở bên này còn cách nào khác nữa không nhỉ? Thế thì cái này là 8 viên đúng không? 8 viên bi vi đỏ. Thế thì cái này tính hộ thầy ra xem nó cộng lại thì nó bằng bao nhiêu rồi. Không gian mẫu của bài này là 3 viên chọn 2 viên từ không gian mẫu để thầy ghi lốt lại nhá. Không gian mẫu 2 viên từ 9 viên, như vậy là C2 của gì? C2 của 9 viên này đã này. Không gian mẫu phải nhân lại nhá vì hai hộp chọn một hộp rồi lại chọn tiếp hộp thứ hai. Như vậy chọn 2 viên của hộp 1 là C2 của 9, chọn viên một viên của hộp thứ hai là 14. Rồi. Các thử tính ra xem nó bằng bao nhiêu Thầy chưa tính chả biết bao nhiêu tiếp theo các em câu 27 này cho rõ đáp án nào Đầu tiên ta tính không dân mẫu Chúng ta sẽ có 9C2 Rồi nhân với 14 Thì bằng 504 504 Còn bây giờ tính cái này đã 4C2 Nhân 5 Cộng với 4 nhân 5 Nhân 8 109 thử lấy 109 chia cho 504 xem bằng bao nhiêu. Úi rồi không ra là án. A ha, chưa rồi thiếu vẫn thiếu trường hợp chưa thiếu thiếu nhân 6 á. Nhân 6 á, để thấy nhân lại cho nào lúc lại 4. Một xanh một đỏ có bên này 4 x 5 nhân với một đỏ bên này. Một đỏ bên này là 8 phải nhỉ? Vẫn chắc là vẫn thiếu rồi, thiếu thiếu. Thiếu 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 thiếu. thiếu. 4 C2 nhân 1 xanh bên này À ừ chỗ này phải nhân 6 đúng rồi Một số bạn nhắc thầy đúng rồi Khổ quá Lúc này 4 C2 và 1 xanh 1 xanh ở bên này Rõ ràng là phải là 6 Mình nhầm Thế thì mình tính lại cho thầy cái chỗ Cái chỗ này Đó là 4 4 C2 nhân 6 Rồi cộng với 4 x 5 20 20 x 8 là 106. 196 đúng rồi 196 tổng lại mới là đúng 196 là đúng rồi 196 mà ta chia cho 1504 Ồ 7 phần 18 ra đáp án rồi nhé Xong Thầy hết cách rồi Chứ em chú ý chỉ có hai trường hợp này thôi Đấy chính là 7 phần 18 Rất nhiều bạn thông minh rồi Thầy nghĩ là hết cách rồi Không thể có thò cái kiểu vi nào được nữa rồi Tại vì cái hộp thứ hai chỉ lấy một viên thôi thì mình đã có hai trường hợp là một là cái bi này là một hoặc là xanh một là hoặc là đỏ hết cách rồi làm gì còn trường hợp nào nữa một cái bi này thì chỉ có thể một hoặc là xanh một hoặc cả đỏ các em có thừa nhận cách này không hết rồi bây giờ mình đến với câu 28 mươi tám giờ hơi newton chịu khó mà học nhé newton đến nơi rồi nào newton nào xem newton nào tìm hệ số kích mũ bốn rồi may quá hệ số kích mũ bốn thì quá dễ rồi là ta bắt đầu làm cái câu này câu khai triển đây newton thì dễ rồi dễ rồi dễ rồi Chúng ta có số hạng tổng quát tức ghi C K N N bằng 6 đúng không? Số hạng thứ nhất là x chỉ, mũ 6 chừ k. Số hạng thứ hai là 3 mũ gì? 3 mũ k. Cái này họ đang hỏi tương đương với x mũ 4 đúng không? X mũ 4 thì cho cái mũ bài này gộp mũ xong rồi không cần phải gộp nữa thì thì 6 chừ k sẽ phải bằng mấy nhỉ? Bằng 4 đúng không? Thế thì k bằng mấy? Nó k bằng 2. K bằng 2 thì các em sẽ dễ dàng rút ra đó là cái phần hệ số cần tìm sẽ là C2 của 6 nhân 3 mũ 2. C2 của 6 3 mũ 2. C2 của 6 3 mũ 2. Thế thì câu 28 ta chọn đáp án đó là câu 28 ôn tập đến nơi rồi bây giờ chúng ta phải làm được bài rồi nhá. Câu 28 ta chọn đáp án là C. Ta đến với câu 29. Câu này chắc không ai thắc mắc gì cứ đúng công thức thì đồng nhất với cái người ta cho là xong. Nhớ chưa? Câu 29 nào? Nào, chúng ta cùng nghe thì trình hướng dẫn câu 29 nào. À, gieo xúc sắc đúng không? Đây là một cái dạng bài mà kiểu gì chọc học trong sách giáo khoa cũng học rồi. Cái này thầy nghĩ là các con sẽ làm được. Gieo một con xúc sắc cân đối đồng chất hai lần. Phát biểu rồi. Bây giờ người ta đã cho các con lên là một dạng rất hay. Đó là người ta đã liệt kê cho con các kết quả thuận lợi của biến cố rồi. Các con chỉ việc miêu tả lại xem người ta đang phát biểu câu gì thì dễ thôi các con thử nhìn đặc điểm cho thầy nghe xem nào Con chọn thử đi thầy nghe 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, Rồi lộ hàng dưới nhé Thế này là ta đoán ra rồi Nào câu 29 Câu 29 chọn gì các em 29 Câu số 9 cái nào là hợp lý Được chưa 29 chọn gì đấy nha 29 ta sẽ chọn gì Đều 6 đúng không Như vậy là lần đầu xuất hiện mặt 6 chấm là rất đúng Nhưng cũng có thể là một số bạn Sẽ có thể là các con sẽ chọn đáp án A Thì các con chú ý tổng số chấm xuất hiện lớn 6 Thì thực ra nó cũng không đúng lắm đâu Tại vì tổng số chấm xuất hiện lớn 6 Thì nếu mà chỉ kể mỗi như thế này thôi Thì vẫn là thiếu đấy Được chưa Vì tổng số chấm xuất hiện mà lớn 6 Thì rất có thể là các cái mặt khác nữa Không nhất thiết phải là 66 đúng không Đúng chưa Đó Sao cái bạn Hưng nào mà bạn cái gì cháu mấy chú gì đấy. ơi sao thầy lại họ hàng với bạn này à. Đâu rồi, xem nào. Xem nào. Bạn Trương uh, nào đây này. Cháu nào. Rồi ạ. Cháu mấy con nào. Thầy chưa con đấy đâu ra có cháu. Được chưa. Sao lại cháu chú gì thế này. Được chưa. Bạn nào mà nhận họ hàng thì uh, tí nữa inbox vào thầy sau nhé Biết đâu là có khi họ hàng xa mà thầy không để ý. Thì thầy sẽ để ý. Được chưa. Sao lại chú cháu gì ý nhỉ. Được chưa. Rồi. Câu uh, số ba chục gieo một con lại là xúc xác đi thi hay rơi xúc xác nhỉ gieo một con lại là xúc xác em để ý vào này nếu như con xúc xác này cân đối đồng chất rồi gieo có một lần tính xác suất của biến cố xuất hiện số chấm lớn hay nào tả cho thầy đáp án nào <laughs> được chưa cơ ba chục nào nhiều bạn đang bảo là giờ này năm ngoái nhớ thầy quá này, được chưa? Ờ, mai thi rồi nên là không đừng có ngủ sớm quá vội làm gì rồi à. Được chưa? Ngày xưa càng giới rét này này thầy càng ôn bài nhiều lắm, ngày xưa ôn bài chăm chỉ lắm, Giới rét này ngồi chùm chăn ôn bài ấy chứ. Được chưa? Câu 30 thì mình sẽ chọn đáp án đó là nào? Số chấm lớn 2 đúng không? Ngồi kể cho thầy xem chấm lớn 2 có thể là 3, 4, năm sáu các bạn nào không biết chơi con xúc sắc không con xúc sắc ấy khi chơi cả ngựa ấy ui thầy lại nhớ ra ngày tết phát hiện ra ngày tết rồi ôi mình thích chơi mấy cái trò này lắm chơi mà ăn tiền ý đấy chơi đủ xúc sắc ấy mai thầy sẽ bảo tất cả học sinh trong các lớp các trung tâm của thầy mang cá ngựa mới mang xúc sắc đi để chơi mới được mai cho nghỉ học hết thi xong một cái là cho nghỉ học hết xong rồi cả lớp ngồi chơi xong rồi lại có tiền ha 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 thế là mình lại giàu rồi các em ạ ai bảo đi dậy là không có tiền ha 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 thầy sẽ ngồi chơi với các bạn và đảm bảo thầy sẽ thu về một đống tiền ha 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 được chưa <laughs> thế này sẽ thu về một đống tiền câu 30 ta sẽ chọn đáp án đó đáp án a được chưa nào xác suất của chúng ta sẽ là bằng 4 phần sáu tức là bằng hai phần ba chọn đáp án a nhé rồi tiếp tục được chưa Ờ, đây này nằm rồi á Đâu, đây này... à, hình như là có thể một số lớp phát cái này rồi thật. Được chưa? Hôm sau mình phải kem phải mua cho thầy cá ngựa mới cả chuẩn bị mua xúc sắc về để đổ đi. Thầy nhớ mấy cái này lắm, được chưa? Tự nhiên mình lại muốn chơi mấy trò này quá, được chưa? Mai thầy phải mua các thứ ngay về chơi mới được. Không học hành gì cả. Ngồi chơi cho thoải mái, được chưa? Không học cả. <laughs> rồi, câu số 31. Biết hệ số của x mũ 3 trong khai triển này là 5 x 81 của c 5 n tìm giá trị của n bao nhiêu bây giờ chúng ta có số hạng tổng quát nào cứ bình tĩnh nhé các câu hỏi nghe về newton có vẻ hơi lạ một tí nhưng mà mình phải hết sức bình tĩnh mình mới làm được thế thì số hạng tổng quát của cái này là c k n k còn chưa biết bằng bao nhiêu cứ để đấy số hạng thứ nhất là 3 x bình mũ n trừ k số hạng thứ hai là 1 trên x mũ k rút gọn hộ cho thầy này cái chỗ này phải biết rút gọn nhé rút gọn hộ thầy nào cái chỗ này tách hết mũ ra thành ba mũ n trừ k nhân với x mũ 2 để còn tất cả mũ n trừ k có nghĩa là 2 n trừ 2 k nhớ chưa rồi ở dưới này là một mũ k một mũ k bỏ đi ở dưới còn có x mũ k thôi đấy sau đó chúng ta sẽ hai cái mũ này các con sẽ trừ cho nhau hộ thầy các con sẽ trừ cho nhau giúp cho thầy thì chúng ta sẽ còn có CKNX mũ 2N 2K mũ ở dưới thì chia thì là trừ trừ luôn K nữa như vậy là 2N trừ đi 3K và à, phần hệ số vẫn còn thừa là 3 mũ N trừ K ấy thế mà đề lại bảo gì đề lại bảo là cho cái mũ này bằng với mũ 3 và hệ số là 81C5N như vậy cái mũ của chúng ta sẽ là 2N trừ đi 3K sẽ đúng bằng với cái mũ người ta cho là bằng 3 còn 81 sẽ bằng với 3 mũ n trừ k hẳn là phải bằng 81. Còn C5n C5n chắc chắn phải bằng CKN. À đoán ra rồi nhé. Như vậy từ đây đoán ra k bằng 5 nè. À. k bằng 5. k bằng 5 thì 3 mũ uh, n trừ k có nghĩa là n 5 sẽ phải bằng 81. 81 thì ai lại biết là 3 mũ 4. Như vậy n 5 giải ra là bằng 4. A ha ha. Thầy đoán ra rồi. Như vậy là n bằng 9 đúng không? n bằng 9 ra rồi đấy. n bằng 9 thì thầy ra rồi này, đáp án câu 31 đây là đáp án chọn là B. Các em đã rõ chưa? Rồi. Câu này cứ viết số hạng bình thường này, sau đó đồng nhất cái số hạng cần tìm với cái phần biến phần hệ số người ta cho. Thế là xong thôi, bình tĩnh mà học. Không có bình tĩnh sống đúng không? Không khó đúng không? Bình tĩnh mà giải. Thấy đâu có thấy khó lắm đâu, đúng không nhỉ? Dễ nhá, nhưng mà nhiều bạn à, đảm bảo à, không học cẩn thận câu này không làm được đâu oh, may quá chúng ta đã xong cái phần Newton bây giờ đến câu 32 Số hạng À đã học đến dãy số chưa Dãy số Số hạng đứng thứ 15 thì các con nhanh chóng thay 15 vào đây Thì gọi là U thứ 15 đấy Như vậy thay 15, 15 1 là còn 14 35, 15 <laughs> 45 cộng 1 là 46 Thì câu 32 ta Dễ dàng ta chọn đáp án 46 chia đều Rồi 4, uh, 14 mà chia cho 46 thì bằng bao nhiêu phần 7 phần 23, câu này ta chọn đáp án đó là A. À. Được chưa? Các em theo bình tĩnh vào nó ra nhé. Chúng ta đến với cái câu tiếp theo đi. Chúng ta sẽ đến với cái câu uh, 33 đi. Mình sắp xong rồi đấy. à xem nào. Câu 33. Đã học đến cấp số cộng chưa? Nếu học đến cấp số cộng rồi thì thầy dạy còn nếu chưa học đến cấp số cộng thì thôi được, bỏ qua. Nếu bạn nào mà không chưa học cấp số cộng, cấp số nhân thì bỏ qua. Thế thì 5 số hạng này hơn kém nhau bao nhiêu ở giữa thì người ta gọi đấy là công sai Các em biết rồi Cấp số cộng thì U1, U2 câu này có liên quan thi đại học nhá Các số này cách nhau một khoảng không đổi người ta gọi là D Vậy chỉ việc lấy số sau trừ đi số trước thôi Thế ra công sai ngay Được chưa? Công sai sẽ tới 7 chứ 4 chẳng hạn Nên nó ra 3 Được không nhỉ? Để câu 33 ta chọn đáp án A Được chưa? Ừ, ta đến với câu 34 đây là cái 1 trên n cộng 1 các em biết đây là dễ số tăng hay giảm không theo đúng lý thuyết ấy. Cho thầy hỏi này dù mà thầy nhìn thì biết ngay. n là một số tự nhiên lớn bằng 1 thì bắt đầu n càng ngày càng tăng lên thì cái này dĩ nhiên là phải càng ngày càng giảm rồi. Thế thì cái này không thể vừa tăng vừa giảm được. Không tăng không giảm cũng không được. Đi thi chỉ có tăng giảm hoặc là không tăng không giảm chứ không chơi kiểu vừa tăng vừa giảm. Thế thì uh, câu 34 thì thì mình dễ dàng mình chọn được đáp án A. Được không nhỉ? Ừ, giảm thật. Câu này thì ngoài ra các em có thể sử dụng mốt 7 các em có thể sử dụng mốt 7 Em nhập cho thầy cái fx này vào nhá Mốt 7 Và em sẽ cho thầy tự thử từ 1 cho đến 10 thì, thì nó cũng sẽ giảm dần liên tục Nhưng mà đấy là áp dụng cho những cái dãy số khó đấy nhá Còn các cái dãy số này thì Nhìn biết là phân thức là chỉ có giảm thôi Chứ còn đi đâu được nữa Đúng không nhỉ? Đây là thầy thầy gọi bè cho Nào, cấp số cộng Mà số hạng thứ 10 thì bằng bao nhiêu các em? Chúng ta biết ngay là từ nhà số 1 đến nhà số 10 Thì nhà số 10 được băng qua nhà số 1 băng qua nhà số 1, sau đó các em sẽ phải đi qua mấy con d? Từ nhà số 1 đến nhà số 10, chạy qua mấy con d các em? Mấy con d đầu làng, 9 con d đúng không? N 1 mà, n 1 lần d. Như vậy sẽ là bằng âm -5 cộng với 9 lần nhân với 2. Thế thì uh, 9218 18 trừ đi 5 là còn là 13. Thế câu 35 ta chọn đáp án B. 9 con d đầu làng, được chưa? Rồi, ta đến với câu hỏi số 36. Được chưa? Câu số 36. Uh, cho khẳng định nào sai cho thầy uh, phép tịnh tiến theo vectơ không chính là phép đồng nhất uh, tịnh tiến theo vector không là phép đồng nhất đúng rồi đấy kem tịnh tiến vectơ không thì nó, nó vẫn là chính nó một điểm m mà tịnh tiến theo vectơ không thì m biến thành chính nó uh, tịnh tiến theo vectơ v biến điểm m thì m phải thì vector m phẩy m bằng vector v có đúng không? Cẩn thận nhé chỗ này lý thuyết ghê ghê lắm. Từ m đây này mà tịnh tiến theo vector v này thì nó sẽ biến thành m phẩy này. Thế các phải nhớ cho thầy, nó tạo ra hình bình hành sau cho vector m m phẩy luôn bằng vector v, cẩn thận này. Thế câu câu này có tên đã nói là vector m phẩy m là sai đấy, chính câu này là câu sai. Cẩn thận nhiều bạn đi thi cứ nghĩ câu này là câu đúng, hóa ra chính câu này là câu sai hai vectơ được tạo ra này nó phải cùng chiều mới được coi là bằng nhau các em ạ m m phẩy bằng vectơ v chứ không phải là m phẩy m đâu nó lộn hết rồi tịnh tiến đường tròn thành đường tròn cùng bán kính đúng không đúng tịnh tiến đường thẳng thì đường thẳng song song hoặc trùng với nó đúng không đúng 37 bạn nào còn đang yếu hình nhất là cái phần hình liên quan đến uh các phép biến hình các phép rời hình thì các em có thể để ý vào thì ôn qua cho lại một chút này cho mình nhớ vì những câu này không khéo mai mất điểm để phí lắm cho vectơ u và đường thẳng d đây rồi tìm ảnh của nó có phép tịnh tiến thì các em biết rồi Qua phép tịnh tiến thì đường thẳng d phẩy sẽ song song với d nên nó sẽ có cái tọa độ đó là 2 x cộng với y cộng với c bằng không hai đường thẳng song song thì ab giữ nguyên thì khác mỗi hệ số c thôi như vậy đáp án a bị loại đáp án c bị loại còn có hai đáp án này thôi Chúng ta chọn cho thầy một điểm bất kỳ nào đó Rồi sử dụng tịnh tiến qua đường thẳng D thế là được Thì giờ ta chọn cho thầy một điểm M nào đó nhé Chọn một điểm M nào đó thuộc trên đường thẳng D Các em chọn điểm M nào cũng được Thường người ta sẽ cho một trong hai tọa độ bằng 0 Thử chọn x bằng 0 nhé Chọn x bằng 0 thì y bắt buộc phải là 3 Thì điểm này là điểm 0,3 sẽ thỏa mãn cái này Điểm 0,3 này chúng ta tịnh tiến theo vectơ V À U chứ bài này theo vector V Đó là 4 âm 1 đúng không thì khi tịnh tiến ấy, các em chỉ việc cộng lại và xong thôi, cộng vào. 0 cộng 4 thì là 4. Và 3 trừ 1 là còn 2. Em hiểu không? Em thay cho thầy 4 với 2 lên một trong hai đáp án D hoặc D, B hoặc D phải. B hoặc D. Cái nào ra đúng thì là ôm luôn. Như vậy các em thay thử nhé. Các em thay thử lên đây này. Các em sẽ có ngay đó là 2 nhân với 4 đúng không? Thì là 2 nhân 4 là 8 này. Cộng với 2 là 10. Thế thì C bằng bao nhiêu? Thế thì C bắt buộc thì nó phải là trừ 10 là đúng rồi. Cái để cho cái này bằng 0 mà Tại vì 8 cộng 2 là 10 thì chỉ có thể 10 trừ 10 là hết thôi Vậy C là trừ 10 Vậy câu này chúng ta sẽ chọn đáp án đó là D Thế thôi, không khó lắm đâu Ta đến với câu hỏi số 38 Trong một phẳng tọa độ OXY cho vector V Về điểm M phẩy, biết M phẩy là ảnh của M có phép tịnh tiến Hỏi M ban đầu Câu này vui tính ở chỗ là Cho cho ảnh rồi, hỏi M Thì chúng ta sẽ có nó là gì nhỉ uh, M, M phẩy bằng vector v đúng không? Mà m m phẩy thì lại chính là bằng m phẩy trừ m các em có công nhận với thầy điều này không? m phẩy trừ đi m thì bằng vector v. Thế bây giờ từ đây ta rút ra điểm m một cách dễ dàng bằng cách ta lấy m phẩy ta trừ bỏ cho vector v là xong đó. Chả có gì cả. Có công nhận điều này không? m vứt sang đây thì m phẩy trừ đi vector v trừ thôi. Lấy cái này, trừ đi cái này. 4 trừ trừ 2 là 6 trừ 3 lại trừ 3 nữa này đừng không phải không phải không đâu nhá trừ 3 trừ đi 3 nữa thế lại là trừ 6 thế 6 trừ 6 đúng không nhỉ cô 38 ta chọn đáp án C được chưa trừ cẩn thận nhé thì là xong cô 39 một tam giác đều thì có trọng tâm g như hình vẽ người ta vẽ hộ trọng tâm g rồi người ta coi đây là phép que người ta bảo là có một phép que tâm g nào đó phép que nào biến tam giác GAB đây là tam giác GAB đúng không có một phép Bây giờ hỏi phép quay tâm G nào biến tam giác GAB thành tam giác GBC. Úi dồi, tam giác này hóa ra tam giác này à? Đố các em viết từ tam giác phép quay tâm G như thế nào góc quay bao nhiêu độ mà từ G này GAB này, lật được sang GBC. Quay từ GAB lật sang GBC. Như vậy là lật lật bao nhiêu độ rồi đấy? Như vậy là từ GA lật sang GBC thì GA thành GB. GB lại thành GC Như vậy là quay theo chiều nào ấy nhỉ Nếu mà chúng ta quay theo chiều này Thì chiều này là chiều dương Thế thì quay bao nhiêu độ các em nhỉ Từ GA lật sang GB thì người ta em biết nghe vào cái vòng tròn 360 độ Thì cái chỗ này là 120 <laughs> Được chưa Thế thì quay 120 đấy Quay 120 Có công nhận thầy điều này không Nhiều bạn nói quay 60 là sai đấy nhá Góc quay bao nhiêu em phải nhìn vào tâm cho thầy Phải nhìn vào tâm quay Em mới biết là quay bao nhiêu độ Thế sau khi cái này lật cánh ra đây thì anh A biến thành anh B Anh B biến thành anh C đúng không? Nên lật cánh ra đấy. Thế thì câu 39 này bắt buộc ta sẽ phải chọn đáp án đó là A. Nó là tâm G và quay 120 độ theo chiều này là chiều dương là hợp lý. Các em nó rõ chưa? Còn nếu mà nó quay chiều âm này thì nó quay nó nó quay 120 độ nó mới ra đến cái C nó phải quay tiếp thành 200 quay âm âm 240 độ thì mới quay được ngược cái chiều này. Cái cái quay chiều này thì nó sẽ âm mệt hơn. Được chưa? Rồi. Ờ uh... Câu 40, cho tam giác ABC, G là trọng tâm của tam giác này, M là trung điểm. Tìm một phép vị tự nào đó biến điểm G thành điểm M. Toàn là những cái câu mà cũng không dễ. Cẩn thận nhá. Thế đây là tam giác ABC. G nằm ở vị trí, chỗ này là trung điểm này, thì G nằm ở đây, nằm ở vị trí 2 phần 3. M là trung điểm của BC. Đấy, đây là vị trí của trung điểm như các em đã biết. Câu hỏi, tìm một phép vị tự nào đó biến điểm G thành điểm M. G giờ đã hóa thành M từ g hóa sang m đúng không bây giờ người ta chọn tâm gì đấy cho cái đáp án chọn tâm a đúng không các đáp án rất vui tính để chọn tâm a rồi chọn tâm a thế thì uh, chúng ta chỉ cần xác định cho thầy xem uh, tỷ số bao nhiêu ấy thế thì theo tính chất của phép vị tự thì vector nối từ tâm đến ảnh mới sẽ bằng k lần vector nối từ tâm đến vật thế thì biến từ g thành m có nghĩa là vector am sẽ phải bằng k lần vectơ ban đầu là vector ag khi nối từ tâm. Các em đã rõ chưa? Các thầy nhắc lại nhá. Từ phép vị tự biến ab trở thành a phẩy b phẩy nào đó được chưa? Thì người ta gọi cái tỉ số k này chính là tỉ số giữa độ dài đoạn thẳng a phẩy b phẩy tức là ảnh chia cho vật. Còn dương hay âm còn tùy thuộc vào cùng chiều hay ngược chiều, nhưng do ag và am là cùng chiều nên khi biểu diễn cái tỉ số K này ta sẽ có đó là AM bằng K lần AG. Tại vì G biến thành M như vậy là A G biến thành M như vậy là AM là K lần AG mà chúng ta thấy ngay. Uh, AM thì chiếm 3 phần. Còn AG chỉ chiếm có 2 phần theo tính chất trọng tâm. Như vậy dễ dàng suy ra K bằng 3/2 là hợp lý. Các em đã rõ chưa? 3/2 là hợp lý. Như vậy bài này chính là tâm A và tỉ số K bài này chính là 3/2 câu bốn mươi chọn đáp án đó là c không thể nào sai đi đâu được nếu hai cái bác này mà ngược chiều đi cho nhau thì rất có thể là k âm nhưng mà do cùng chiều như vậy này ta chọn được k dương ta đến với câu hỏi số 41 mươi một sắp xong, xong rồi đây à, phép uh, vị tự tâm o tỷ số 2 biến a thành a phải các em lưu ý cho thầy theo phép vị tự tâm uh, o biến k thành uh, k a ngại a phẩy thì x phẩy sẽ bằng k lần x y phẩy bằng k lần y theo đúng lý thuyết ảnh thì bằng k lần vật. Như vậy tỉ số 2 có nghĩa là k bằng 2, các em nhân 2 vào thôi là xong. 2 nhân 4 là 8 đấy. Thế thì câu 41 ta chọn đáp án nó là D. Đấy, nếu mà các em học lý thuyết mà hiểu rồi giống như thầy đã hướng dẫn ấy, các em sẽ làm bài rất nhanh thôi. Còn nếu như sợ nhất là mình không nắm được lý thuyết ấy, làm bài nó sẽ bị khó. Nhìn chưa? 42. Trong mặt phẳng OXY cho điểm a à, vector V 13 và cái gì đây? Bài này thực hiện quả hai phép liền nữa rồi kem mà không nhanh nha à. không dễ một tí nào đối với câu 42 nếu mà kem làm không nhanh thì nói thật với em rất là khó về câu 42 câu 42 là thực hiện hai phép liền một phép vị tự tâm y tỉ số 1 phần 2 và phép vị tị tiến bây giờ mình em phải làm từ từ thôi nhé đừng không là vội là sai này thì đầu tiên qua phép vị tự tâm y không còn là tâm ô nữa nên về này chúng ta sẽ phải sử dụng tính chất đó là vector im phẩy bằng k lần vector im theo đúng lý thuyết về vị tự thì nối tâm tới đến ảnh bằng k lần tâm đến vật giải cái phương trình này ta sẽ có như sau y m phẩy thì chính là bằng x phẩy y phẩy đấy x phẩy trừ đi 2 và y phẩy trừ trừ 3 có nghĩa là y phẩy cộng 3 bằng k là 1 phần 2 1 phần 2 mở ngoặc m m là 4 1 4 1 cái này là trừ 2 cái này là cộng 3 các em nhé đấy các em giải cái này các em thu được x phẩy y phẩy ngay các em đã rõ chưa sử dụng tính chất vị tự im phẩy bằng k lần im có thể mọc thuộc thì chứ không phải là tâm ô nếu tâm ô thì thành chính nhân luôn từ lâu rồi tâm ô thì x phẩy bằng k lần x y bằng k lần y thì từ lâu rồi xong thì thi khó nhất là người ta không cho tâm ô người ta cho tâm khác ấy. thì đây là một cái câu hỏi khó được chưa thì, thì chúng ta có thể làm nhanh một tí như sau 4 chữ 2 là còn 2 2 chữ 2 bằng 1 4 chữ 2 2 2 2 1 1 cộng 2 là 3 còn cái này là 3 cộng 1 là 4. 4 chia 2 bằng 2. 2 chia 3 âm 1. Như vậy là điểm trung gian là ra 3 âm 1. E tăng chưa xong. Đây lại còn yêu cầu là tiếp tục vị ở à đâu tịnh tiến lên vector V thì phải cộng tiếp cho thầy cộng với mấy nhỉ? Cộng 1 với cộng 3. Đấy em thấy không? Thầy đang đón lõng nó sẵn và để thầy, thầy cộng luôn rồi đấy. Đấy thầy phải viết thẳng như thế cộng nó rất là dễ nhìn và thuận mắt các em mà cứ làm mà cứ dối rắm thầy phát hiện ra là các em kiến thức thì có nhưng mà làm một cứ dối rắm vấn đề trở lên mà lại làm dài quá thế nên là cuối cùng thì dẫn đến làm cho việc tính toán nó trở nên dối thực ra làm nó ngắn gọn thôi thì ba cộng một là bốn và cái này ba chỉ một là còn hai thế thì mình dễ dàng mình thấy đáp án đã hiển hiện ra đáp án là D rất có thể có những cái bài toán nó có hai phép này liền thì cũng thầy cũng nói thật với em em chỉ có cách làm bình tĩnh ra thôi được chưa và học thuộc cho thầy công thức vị tự nhé còn tịnh tiến thì quá dễ Uhm, thầy dạy bao nhiêu năm không không có nghĩa là thầy dạy bao nhiêu năm thầy nhớ đâu mà do hàng ngày là các em chịu khó mà chăm chỉ luyện tập học chứ không phải là thầy dạy nhiều mà thầy nhớ thực ra là cũng như nhau cả thôi được chưa ờ, các em cứ chịu khó chăm chỉ làm nhiều bài tập tự nhiên các em nhớ ấy mà chứ không nhất thiết phải là, là là, là gì đâu nghe thầy giảng nhiều cũng là một cái cách may kia để tự nhiên nhớ đấy được chưa ờ, câu 43 mươi ờ, ba khẳng định nào sai các em cẩn thận nhé những cái câu đúng sai này những câu lý thuyết này rất là kinh ờ, thế các em phải nhớ về nhà đọc sách giáo khoa nhớ nhé đọc sách giáo khoa ít dạy nắm nắm cho thầy một tí thế thì chúng ta sẽ có đó là khẳng định sai trong câu hỏi này là thứ nhất phép dời hình bảo toàn khoảng cách dây điểm bất kỳ là rất đúng các phép tịnh tiến đối xứng thì các cái phép quay nó đều là các phép dời hình bảo toàn khoảng cách dây điểm bất kỳ nó chỉ ở một vị trí khác thôi còn vật ấy vẫn là nó phép rời hình biến đường thẳng thành đường thẳng cũng đúng thực ra là đúng thôi đường thẳng thì vẫn thành đường thẳng thôi nhưng chưa biết là có trường hợp nào thì song song hoặc trường hợp nào thì trùng với nó mà thôi ở đây người ta đọc rất là khôn đấy được chưa câu 43 hai hình được gọi là bằng nhau nếu như có một phép biến hình biến hình nọ thành hình kia câu 43 câu này có đúng không em đọc tiếp thử câu d xem nào phép rời hình biến tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho cũng đúng Tam giác thì đúng là tam giác các phép rời hình Tam giác nọ bằng tam giác kia thật Thế ra bản sai chính là câu C Hai hình được coi là bằng nhau Nếu như có một phép biến hình Biến hình nọ thành hình, hình kia Thì là uh, chưa đúng Được chưa nhỉ uh, Nếu chúng ta kể đủ ra Thì uh, nó phải là gì nhỉ sách, Chúng ta mở sách giáo khoa lại nhé Chúng ta phải đọc lại thật kỹ Thì chúng ta sẽ biết là tại sao câu 43 ra bản nó, của nó là chưa đúng hẳn được chưa? Rồi, uh, tiếp tục ta sang câu uh, 44. Ôi dồi ôi, còn toàn hình. Được chưa? Chỗ này ai ăn được điểm thì ăn mà không ăn được thì cũng chả sao. Câu 44. Ờ... Uh, cho điểm A rồi, hỏi A phẩy là ảnh qua phép quay tâm O 90 độ, các em nhớ cho thầy. Điểm ban đầu là XY, khi mà kem quay 90 độ đi thì nó trở thành trừ y x em nhớ nhá Em ghi vào vở cho thầy quay 90 độ Cái này có công thức có trong sách ấy À không, chưa chắc có trong sách đâu Cái này là do kinh nghiệm mình học rồi thôi x y trừ x như vậy là trừ, chữ... 4 trừ 5 Đáp án cẩn thận, nguy hiểm quá Câu 4 thì 4 D, thì tin tưởng các em làm được Còn nếu mà các quay quay âm 90 độ Thì các con ghi cho thầy là y chữ x nhá. Hai cái này dễ bị lừa lắm cái 4 đi, 4 thì ta đã dễ dàng chọn được đáp án AD rồi. Cẩn thận này, ghi cái này vào vở cho thầy. Mai đi thi, không chỉ ôn thi học kỳ mà ôn thi đại học về sau vẫn phải học lại cái này. em tự quay và tự chứng minh lại cái chỗ này nhá Dễ lắm. 45. Chọn khẳng định nào sau đây là gì? Chọn khẳng định nào sau đây là gì? Là sai. Hai đường thẳng chéo nhau thì chúng không đồng phẳng. Ở cái này đúng đấy các em ạ. Hai đường thẳng chéo nhau có nghĩa là... Thế ví dụ cho em nghe cái, cái tính chất của hai cái đường thẳng chéo nhau. thí dụ nhé như mà cái đường thẳng này chẳng hạn và cái đường thẳng này chẳng hạn này hai cái đường thẳng này nó thuộc ở hai mặt phẳng khác nhau nên nó được coi là chéo nhau đấy được chưa hai cái đường thẳng chéo nhau thì vừa thuộc hai mặt phẳng khác nhau và vừa không có điểm chung nào cả như vậy hai đường thẳng chéo nhau thì chú không đồng phẳng chắc chắn nó là đúng được chưa hai đường thẳng song song rồi ba chữ song song đây này song 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 thì không đồng phẳng và không có điểm chung. Câu này chính là câu sai các em ạ. Hai đường thẳng song song là phải đồng phẳng và không có điểm chung, các em cẩn thận. Đây này, trên hình vẽ có thể hiện. Đây hai đường thẳng này song song đây. Là phải đồng phẳng tức là thuộc cùng một mặt là mặt mặt đáy và phải không có điểm chung. Thì câu này thừa cái chữ không này này, nó lừa nguy hiểm quá. Còn hai đường thẳng chéo nhau thì vừa không đồng phẳng, đồng thời cũng không có điểm chung luôn. Các em nhớ nhé, vừa không có đồng phẳng với điểm chung học thuộc cho thầy hai cái này mấy cái đi thi chỉ lý thuyết cái chỗ này thôi mà không trả lời được phí lắm nhiều bạn cứ thấy cái câu nghĩa câu từ chữ mà thấy cái đơn giản đấy thôi mà không trả lời được đâu song song nhá cắt nhau nhá trùng nhau thì phải đều nằm trong đồng phẳng chỉ có duy nhất cái trường hợp đó là chéo nhau thì không đồng phẳng thôi còn khi đã bắt đầu đồng phẳng rồi thì mới có thể có điểm chung hoặc không có điểm chung các em cẩn thận nhé chứ nằm ở ngoài nhau rồi thì luôn luôn không có bao giờ có điểm chung chỗ này phải phân biệt cho thật kỹ đấy về bốn cái vị trí tương đối có thể xảy ra trong hai mặt phẳng à hai cái đường thẳng hai đường thẳng phân biệt cùng song song đường thẳng thứ ba thì song song với nhau câu này nó đúng bắt cầu hai đường thẳng cắt nhau thì chắc chắn đồng phẳng và có một điểm chung Ờ à, đúng vừa mới nói xong này cắt nhau thì phải đồng phẳng và có một điểm chung như vậy đối với thầy học lý thuyết hình học không quá khó nếu như các em biết cách lấy dẫn chứng ra thì nó không còn khô khát nữa Trước. Học một tí như thế này học như thầy có phải là dễ không? Bây giờ câu 46 có ai làm được không? Câu 46 thì ta sẽ chọn đáp án nào? Hình thoi tâm y có điểm M là trung điểm của để thầy nhầm nhầm nhắc qua thực mấy câu này các em có làm được thì nào không làm được thì thôi thầy không yêu cầu đâu tại vì nhiều hình nhưng mà một số câu này hơi hình không gian không biết là có nhiều bạn làm được không các em làm được thì các em làm mà không làm được thì cũng thầy cũng không bảo sao thế thì để nháp nháp qua đã nhé cho vui đã này nháp nháp lại này thì chúng ta sẽ có a b c d tâm y nhắc nháp, nháp qua tí à, bây giờ thử nháp thôi chứ cũng chưa biết là có đúng hay sai nó các em phải tự nháp đi nhớ những cái chỗ này phải vẽ nhanh cái tay rồi à, M là trung điểm của CD trên SM S trên SM thì người ta lấy một cái điểm N là đó sao cho SN bằng 1 phần 3 SM chẳng hạn như ở đây ví dụ như thế đi giao tuyến hai mặt phẳng nad úi trời ơi giao tuyến hai mặt phẳng nad nad úi giời ơi ở nad cứ cho là thế đi và nbc không biết nó dẫn thầy đi đâu đây nbc oh nbc đúng chưa oh rồi nbc không biết dẫn thầy đi đâu đây rồi nad và NBC ừ, ừ, ừ. rồi. Bây giờ xem có cái gì nào. Tự nhiên nôi NAD với NBC ở đây vì sao? À, bọn này nó định lừa thầy đấy. Chả có gì cả. NAD và NBC có chứa hai cái cặp đó là chứa một cái cặp đó là AD và AD và song song với uh, BC mà. Bây giờ giao tuyến của cái bọn này nó cắt SI tại SI đây. Để xem nào. Mình vẽ bằng tay nó hơi nguy hiểm một tí. Rồi. À... Cái giao điểm này nó sẽ cắt SI. Tại điểm P. Bên này các em có đoán ra không? để thấy cho. À... 46 rồi đấy. Uhm. Giao điểm nếu có của hai mặt phẳng này. Thì sẽ phải đi qua N. Do cái mặt phẳng NAD và mặt phẳng NBC này. Nó song song à tức là có hai cái cạnh ở dưới đáy là AD và BC song song nên giao tuyến nếu có thì chắc chắn đi qua N và sẽ song song với cả hai cái ý. chưa? giao tuyến nếu có sẽ đi qua N và sẽ song song với cả hai cái đường ở dưới. Uhm, bây giờ nó cắt cái SI cắt SI tại P cắt SI tại P. Rồi. Cái này nó cắt đi tại P. Câu hỏi là gì đây? Cái gì tính cái tỉ số của SP? SP gì này? SP chia cho PI. SP chia cho SP chia cho PI. SN chia cho NM. Bắt đầu bài dài rồi đấy. Mình dễ đâu. SN chia NM. Hai cái này rất là quen. SP chia PI. SN chia NM. À, hai cái này. Ủa rồi mẹ quá. Các em có đoán được ra không? Đoán nó rồi này. Cơ 46 có ai đoán ra không? Đều đoán rồi thì trả lời luôn cho nghe Cơ 46 Thì chúng ta thấy ngay Chúng ta có thể thấy ngay Hai cái này bằng bao nhiêu nhỉ? Đấy chưa? Lúc nãy M Lúc nãy M là trung điểm ở đây này Trung điểm CD SN thì bằng 1 phần 3 ở đây Giao tuyến nếu có thì nó lại song song Nó kẻ đứt phát vào đây luôn Như vậy lúc nãy cái đoạn này đối với đây Rồi SP Chia cho PI À thì đoán nó rồi Đợi 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 thầy SP chia PI là một phần... À rồi đoán nó rồi à, các em kem kem Thầy đoán nó rồi đây nhá đây này và nó rồi chả khó lắm đâu lúc nãy do cái chỗ sn chia cho sm đây này theo tỷ lệ tan lét mà thôi cái bác này nó chỉ lừa thấy mà sn chia cho sm thì nó sẽ bằng 1 phần ba mà chúng ta lại xác định được là cái giao tuyến pn đây này, này giao tuyến pn này của hai mặt phẳng nghe thầy nói đây đó là mặt phẳng nad và mặt phẳng nbc hai mặt phẳng này thì nó lại có chứa một cái cặp song song gì đấy nó là AD và BC nên giao tuyến PN nếu có thì chắc chắn cũng sẽ phải song song với hai đường. Mà song song rồi thì PN uh, PN này và IM các cái chỗ này đều tuân theo tỷ lệ tan nét vì song song là phải dùng tan nét. Như vậy là do cái chỗ SCN em lại biết nghe là người ta đã cho em SN chia cho cả NM. Thế lúc này là SN bằng uh, 1 phần 3 của SM Nên nếu bây giờ em lấy SN chia cho NM Thì bao giờ cái tỷ số là phải bằng 1 phần 2 Như vậy cái tỷ số thứ hai là 1 phần 2 Mặt khác này Do song song nên N bên này mà song song Thì PN nhé PN chính là song song với IM đó các em ạ Chính là song song IM Và đồng thời cùng song song với cả BC Và song song với AD Chính nó là các cặp song song Tại vì các cái này đều là đường trung bình hết, đường trung bình hết. PN đây là theo tỷ lệ tan của, cái tam giác đó là tam giác SIM. Được chưa? Thế thì dĩ nhiên là SP và chia cho PE. SP chia PE kiểu gì cũng 1/2 và đáp án là 1/4 kết thúc bài toán được chưa? Không có gì khó khăn cho câu này, câu này dọa thôi, chứ chả có gì khó cả. Thì bình tĩnh. Như vậy là thầy cũng đã xử lý được cho các em rồi. Thế là xong. Đúng chưa nhỉ? Nhiều bạn cũng ra 1/4 rồi là giỏi đấy. Cảm ơn. Cứ bình tĩnh nhá. Đi thi ngoài thiết diện nó còn có cả cái dạng uh, lập tỷ số đấy. Chuyện này là bình thường. Thầu như đều dựa vào tablet hết. Cho một hình tứ diện. đợi đây bật cái nhạc tí lên nó tự nhiên hết cả nha. À. Câu 47 để xem nào. Cho một cái hình tứ diện các cứ bình tĩnh làm ra mấy câu này thôi thì không tin là nó khó. Trừ khi là rơi mấy bài tự luận thì em có thể tự làm bằng tay được Còn trắc nghiệm này em phải làm nhanh nhanh tay lên nhé Thế thì chúng ta sẽ có tứ diện Sắp xong rồi cái bình tĩnh Nào A, B, C, D Đây đúng không M, L lần lượt là trung điểm của M, L... Bình tĩnh và vẽ nhé Không được khó đấy M lần lượt là trung điểm của AD M là trung điểm của AD Đây đúng không Uh, n là trung điểm của bc đúng không ừ. rồi g là trọng tâm tam giác bcd đúng không rồi chẳng hạn đây g là trọng tâm của tam giác bcd đúng không rồi giao điểm của đường thẳng mg đúng không mg rồi giao điểm của đường thẳng mg đúng không mg maj hả với mặt phẳng abc phần ABC đâu rồi A à, BC đây Rồi nhìn rất rõ rồi nhá Đấy lần này Chúng ta cùng đọc các đáp án xem nó gợi ý cho thầy là cái nào đấy Để thầy còn biết đường mà làm Nào MG với ABC MG với ABC nhìn rõ rồi nhá Nó nói là thứ nhất là giao điểm của nó điểm N Úi điểm N không phải đâu MG còn sơi mới cắt ra cái điểm N Cái câu này nó lừa thầy rồi Sai rồi tiếp giao điểm của MG với ABC chính là giao điểm của MG và AN. Các em xem xem có cái gì hợp lý không để thầy còn biết. Được chưa? MG và AN nghe có vẻ hợp lý đấy. Các em biết tại sao MG và AN lại hợp lý không? Ừ, AN, à, nghe có vẻ hợp lý đấy. Thì giờ các bạn phải giải thích được cho thầy tại sao nhé. Thực ra G nó phải nằm ở gần đây hơn. Thầy xin lỗi các em một tí là điểm G này nó phải nằm sát gần 1 phần 3 hơn ở đây này tức là cái chỗ g này phải chiếm 2 phần ba nhưng do chỗ này hơi bị trùng nên thầy thầy phải để gần vào đây một tí nhá. tại vì thực ra chỗ này phải hơi 1 phần ba nhưng mà do chỗ này hơi bị trùng nên em có đẩy g vào đây được. thì thầy quyết định là thầy sẽ xóa cái chỗ này một tí để đẩy cái điểm g vào gần hơn để cho em cắt dễ hơn. thực ra nó cắt thật. tại sao có thể cắt được? vì cái chỗ m này nó nằm ở trung điểm người ta cho còn cái G này nó nằm vị trí 2/3. Thế thì tam giác ABD thỏa mãn à tam giác AB gì đó, chỗ này chúng ta gọi là E A đi. Nên cái chỗ này thỏa mãn tính chất là có thể cắt được. Nên chỗ này chúng ta cứ thử cắt vào đây đi cho thầy. Tức là thầy đẩy điểm G ra đây đi cho nó dễ cắt. Được chưa? Thế thì đúng là bài này đáp án có 4 đến 7 ra dễ chọn đáp án nó là đáp án B thật vì MG có thể cắt được. AN à, thật Có nhiều thứ nhá Thi trắc nghiệm người ta gợi ý cho em đấy, Mà em có thể cắt được thật đấy Do nó đồng phẳng Thế này vì khi nguyên tắc vẽ thầy quy xin lỗi là lúc nãy thầy mới vẽ có một đường trung tuyến thực ra là tại vì thầy có thói quen là thầy vẽ có một đường trung tuyến thôi là thầy ra trọng tâm nhưng mà các em cần thiết là các em phải vẽ ra cho, thầy hai đường trung tuyến mới là đủ thế thì đường trung tuyến thứ nhất là đường thẳng be và đường trung tuyến thứ hai là đường thẳng dn thì nó mới cắt nhau đây này đúng tại điểm điểm g ở đây là chính xác rồi này thế thì các em có thể thấy ngay đó là nguyên lý cắt nhau được của cái đường thẳng mg mg cắt được an là do mg và an đồng phẳng cùng mg tôi ghi mg và an có thể cắt được nhau là do chúng cùng đồng phẳng và nằm trong mặt phẳng đó là gì đấy đó là mặt phẳng a n -D đấy chính xác nguyên lý để cắt được nhau là bạn phải xác định được chúng đồng phẳng chúng không đồng phẳng thì và thứ hai đó là mg và an chắc chắn thì lại không song song không song song là điều chắc chắn vì m bên này là trung điểm còn g thì chỗ này lại nằm ở một cái vị trí đoạn này là một phần đoạn này là hai phần thì lấy đâu ra mà mà phải sợ mà song song đúng không nhỉ như thế thì cái, cái câu b là chúng ta chọn là đúng rồi đấy. được chưa theo đúng cái tính chất cắt nhau được là do phải đồng phẳng trong cùng một mặt nào đó thì đó chúng nó đồng phẳng trong mặt phẳng i n d và hai cái đường nối ý của nó là nó sẽ phải không cùng tỷ lệ thế một anh tỷ lệ một một à, đâu một phần hai một anh tỷ lệ hai phần ba kiểu gì cũng chả cắt một phần ba là kiểu gì chả cắt đúng không thế thì dĩ nhiên đúng là mg đã cắt được an mà an thì lại nằm trong mặt phẳng sa gì à mặt phẳng abc xin lỗi em abc thế thì có nghĩa là cắt nhau được tại điểm điểm này thật điểm này chính là một cái giao điểm của mg và an là chính xác còn ngoài ra em có thể thử các câu khác em thấy không đúng được bây giờ em lại đi nối mg bây giờ mới đi cắt bc thì thôi rồi MG cắt BC lại ra điểm N mất rồi thì còn được nối làm gì nữa À đâu MG không thể cắt được BC Vì MG và BC không hề đồng phẳng Có thử chúng ta biết ngay Làm sao cái chuyện MG đi cắt BC nghe Nhiều bạn vẫn còn cố tình cho cắt đi nhá Thế thì những bạn đi học hình nó vẫn còn chưa được lắm Tại vì chưa biết cách nhìn hình Và MG càng không thể cắt BD MG MG chả đồng phẳng được với BD mà đòi đi cắt Nên làm sao mà đồng phẳng được mà cắt cẩn thận đấy nhé mà gọi chỉ đồng phẳng với an thôi là hợp lý đấy trắc nghiệm đi thi hóa ra có nhiều thứ gợi ý cho mình rất là dễ nhé mà mình phải biết cách tận dụng mà đôi khi kem có thể không nghĩ ra anh đáp án người ta đã vẽ hộ cho kem rồi 48 mươi tám hồi câu này hay này Nào câu nào bạn nào nghĩ là 48 nào là chúng ta cùng vẽ một cái 48 chúng ta sẽ có một cái hình chóp thôi giờ phút này chả cần quay tâm ai đất này liền nữa chúng ta sẽ có đó là cái gì đây S A B C đây bây giờ hình bình hành hình bình hành rồi M là trung điểm của S A xem nó có cái gì nó định lừa thầy không nào giao tuyến qua mặt phẳng M A B Các em bình tĩnh nhé mặt phẳng M A B đây này ơ à, cho thầy hỏi này Mặt phẳng MAB thì có khác gì là mặt phẳng SAB không? Cái, cái, cái này hơi dọa nhỉ? Thực ra ấy, mặt phẳng MAB thì cũng như là mặt phẳng SAB mà thôi Mặt phẳng có thể mở rộng ra mà Cái câu này hơi lừa thầy đấy Đây là mặt phẳng uh, MCD À mặt phẳng MCD thì lại phải để ý Câu này hay đây Mặt phẳng MCD đây Toàn nét đứt hết Hay đây Rồi thầy đố bạn nào biết nhé. <laughs> Cái bài này hay Đây là thuộc loại giao tuyến hay này. Như vậy giao tuyến hay đấy. MAB đây các em lại nhìn rõ MAB rồi nhá, thầy không và MCD rồi nhá. Cái dạng này nếu các em học rồi thì bài toán này thuộc loại giao tuyến song song. Giao tuyến song song. Uh, mặt phẳng MAB và mặt phẳng MCD nếu muốn tìm giao tuyến thì thứ nhất bạn phải xác định được điểm chung thứ nhất là điểm chung M. Thứ hai là bạn không thể tìm được cái giao điểm thứ hai được nữa vì mAB và mCD đã có chứa cái cặp đó là cặp AB và CD song song với nhau rồi. Đúng không? Nên giao tuyến nếu có cũng không thể hai cái đường này không thể cắt nhau được theo cái phương pháp cắt nhau. Thì giao tuyến nếu có chắc chắn phải đi qua m và song song với hai cái cạnh song song ấy là song song với AB và song song với CD. Giao tuyến trường hợp này hơi đặc biệt một tí nhá. Nó sẽ đi cái kiểu kiểu buồn cười. Đó là cái kiểu này này. <laughs> đây Nó sẽ đi rất buồn cười như thế này Giao tuyến là một đường thẳng đi qua M Đấy thế nó mới hay <laughs> Nó là một đường thẳng đi qua M Cái trường hợp này ở lớp các em sẽ gặp nghe mai đi thi Chả có gì lạ cái này cả Nó là một đường thẳng đi qua M Song song với cả AB và song song với cả CD Có cái chuyện này đây các em ạ Giống như là hình hai cái chiếu ấy Đây là cái chiếu thứ nhất Đây là cái chiếu thứ hai hai cái chiếu này úp với nhau thì hỏi cái đường thẳng chung giữa chúng đâu chính là đường thẳng chung giữa chúng chính là một cái bờ tường mà hai cái bên cạnh này vắt hai cái chiếu và cái 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 cái, cái giao tuyến của chúng chính là cái bờ tường ở giữa đấy là nguyên lý của nó là thế đấy đó là nguyên lý vắt hai cái chiếu hai bên có bờ tường ở giữa thế cái bờ tường ấy chính là cái bờ song song này này mà nó phải song song với hai cái mép chiếu các em có hiểu cái chiếu không các em không các em có biết vắt hai cái chiếu không đấy là nguyên lý của giao tuyến song song mà thôi nếu người ta nói nếu vắt được trên một cái bờ thành nào đó thì bờ thành ấy phải song song với hai mép chiếu quá là dễ hiểu chả có gì khó học hình với cái nhọc văn học toán được chưa câu 48 thì mình sẽ chọn đáp án là c là chuẩn qua m song song với ab và song song với cd được đây thuộc loại giao tuyến song song những cái giao tuyến này chúng ta chỉ tìm thêm một điểm chung thôi ta không thể nào tìm được hai điểm chung nào cả để mà nối được chưa bây giờ ta sẽ đến với cái câu cuối cùng án à, bốn câu 49 <laughs> 49 Cho một cái hình chóp nào đó SABCD đẩy hình thang Hình thang hả? À, để cùng vẽ nào xem có cái gì ghê gớm không? Thầy không tin là mấy cái này nó có thể dọa được chúng ta nào. À, à, hình thang này có hay đấy là AD là đầy lớn hả? Cái này là AD là đầy lớn đấy Thì mình cứ vẽ đại đại khái tí nhỉ Thế đây mình là A nhá Mình là D nhé AD song song BC mà ABCD như vậy vẽ thế này là hợp lý đúng không? S đúng không? Ừ, xem nào? Hình thang ABCD OK chuẩn chuẩn chuẩn. BC bé hơn AD OK. Gọi O là giao điểm của AC và BD. O thì O sợ gì? Phải vẽ nhanh nhanh nên không không kịp đâu. Rồi. Y là giao điểm của AB và CD À vẽ hộ cho hết Tức là em biết không Trắc nghiệm là nó đã gợi ý cho mình hết các bước vẽ rồi Mình chả cần phải tự nghĩ các bước vẽ làm gì Nó đã nói hộ mình các bước vẽ rồi Thì còn gì nữa Như thế là Y là giao điểm của hai cái đường này rồi Đấy Giao tuyến của hai mặt phẳng S Ôi dồi mẹ quá nó, nó, nó gợi ý cho mình luôn Đó là SAC SAC đây này Mặt đỏ thứ nhất là mặt chéo thứ nhất này SAC và SBD các em nhìn rõ chưa? Hai cái mặt này. SAC. Đúng chưa? Và SBD. Mặt thứ hai đã nhìn rõ hai cái mặt đấy chưa? Ô, oh, thì, thì giao tuyến của SAC SBD thì người ta vẽ mấy cái này làm gì nhỉ? Câu 49 mình chọn đáp án đó là đáp án D. Được chưa? Đó là SO. Trường này chúng ta thấy giao tuyến còn nói chung là SO luôn giao tuyến này thuộc loại giao tuyến dễ được chưa vì đẻ của chúng ta hai cái này cắt nhau tại một điểm chung hai điểm chung rồi như vậy là SO còn nếu như giao tuyến của SAB và SCD thì lúc ấy nó sẽ có thể là SI còn nếu như đề lại hỏi là giao tuyến của SAD và SB gì SBC chẳng hạn thì hai cái đường này song song với lúc ý giao tuyến sẽ là một đường SCX nào đó mà song song với cả hai cái bác này có ba trường hợp người ta hay hỏi thôi chập 1 là hai mặt chéo để cắt nhau tại SO hai mặt ở cạnh bên này thì cắt nhau tại SI còn hai cái mặt ngang ngang này ở giữa thì do có chứa AB song song với CD thì quay trở về câu trước thì vừa dạy xong nó sẽ là một cái đường SX nào đó mà song song với cả AD và BC theo đúng tính chất giao tuyến song song hoặc là nguyên tắc vắt chiếu qua tường giống như thầy chính vừa hướng dẫn vậy dễ thôi câu này may quá còn cho cái câu ý trên nếu mà cho câu khó thì chả ai làm câu 50 là câu cuối cùng trong bài toán Chọn mệnh đề sai Có một và chỉ một đường thẳng Đi qua hai điểm phân biệt Ở Cái câu này nghe có vẻ đúng nhỉ yeah. Tiếp tục Có vô số mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng À chính cái câu này cái câu nguy hiểm đây này Qua ba điểm em bạn em Rồi ba bạn ngồi chơi với nhau Thì chỉ có một mặt sân nào đó Tồn tại ba bạn này Chứ không thể có thêm một cái mặt nào khác trên cuộc đời này Tồn tại ba bạn này được nên không thể nói là có vô số được, chỉ có một mặt thôi. Theo nguyên lý xác định mặt phẳng qua ba điểm không thẳng hàng, phân biệt bạn chỉ vẽ được một mặt phẳng mà thôi. Còn hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chắc chắn còn một điểm chung nữa, chính xác. Đúng rồi, theo nguyên lý giao tuyến đúng không? Một điểm chung thì còn một điểm chung nữa. Quá chuẩn. Bốn tồn tại trường hợp bốn điểm không thẳng hàng à bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng chính là trường hợp tứ diện đây này. Trường hợp này chính là trường hợp bốn điểm có thể không thẳng hàng đây. À không đồng phẳng đây. Như thế thì chúng ta kết thúc chọn câu B là hợp lý. À, như vậy là thầy đã giải quyết bài toán một cách đơn giản ngắn gọn Và đã đi xong tất cả năm chục câu hỏi của uh, đề thi uh, hướng dẫn ôn thi lớp 11 toán của các em Các em có thể xem lại bài giảng và chia sẻ mai kia cho thật nhiều các bạn khác cùng xem học hơn nữa Các anh chị đi trước để có thể chia sẻ cho các em Để cho các em cùng biết đến bài giảng của thầy và theo dõi thầy Mai kia chúng ta học hành được tốt, hiệu quả hơn uh, Mọi uh, có khó khăn giải đáp thì các em có thể inbox của thầy nhé được chưa nếu mà có khó khăn gì à, thầy xin kết thúc bài giảng ở đây được rồi thầy chúc cho tất cả các bạn và các em luôn học tập thật tốt hẹn gặp các em trong các bài giảng tiếp theo thầy chính xin chào các em chào các em Chà, gần đến 12 giờ rồi cơ à, à cũng khá muộn đấy nhỉ nhưng mà rất chúc mừng nhiều bạn nào và bạn ấy theo dõi bài giảng tận cuối cùng của thầy à, luôn luôn chúc tất cả các em học tập thật tốt và mai kia cố gắng thành công thi đỗ đại học ok Chà.